chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện hứa hẹn nói dứt lời nghinh ngang rời đi nửa điểm đem người ta xem như hoàng đế ý thức đều không có nàng đi rất xa hắn còn tại tại chỗ. Hắn trực trở kim sắc mắt nhìn xem bóng lưng của nàng, liền như thế lẳng lặng, nhìn xem nàng, cả đời này, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Có một người, một câu. Ở buổi tối hôm ấy, chiếu vào hắn tâm, không nhẹ không nặng, lại tại ngực của hắn, đánh lên vĩnh viễn không ma diệt đóng dấu. Ta là cầu nguyệt phiếu dọc đường phân cách, đạm đài hoàng khẽ hát, mười phần nhàn nhã hướng tẩm cung của mình đi, không thể phủ nhận trong nội tâm nàng hiện tại là phi thường đắc ý như vậy một kiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần đủ để cho người nghẹn họng nhìn trân trối kinh thiên đại án cứ như vậy bị nàng phá án phá án nàng đến hôm nay mới cuối cùng đã rõ chính mình thông minh tài trí xem ra nàng lúc trước đều quá coi thường mình cho nên để bản thân ý thức cũng mờ nhạt một mực không có cảm nhận được mình là cái phi thường cơ trí người nàng càng nghĩ càng là đắc ý đi đường cũng dần dần nhảy tung tăng nhưng vừa mới nhập viện tử liền nghe được một đạo ba phần ôn hòa bên trong mang theo bảy phần lạnh lẽo thanh tuyến lành lạnh truyền đến đạm đài hoàng người dám vượt quá giới hạn quen thuộc thanh tuyến cùng một chỗ để đạm đài hoàng bước chân dừng lại mặt đen lên quay đầu ngửa đầu xem xét trên nóc nhà dưới ánh trăng kia yêu nghiệt mị mắt bốc lên chín mười phần không vui nhìn xem nàng bên cạnh hắn tiểu tinh tinh đồng hài không biết ở nơi nào tìm hai mảnh lá sen đem ngực che Ánh lục sắc mắt sói cũng mười phần hung tàn nhìn xem đạm đài hoàng, ngao ô, một con chân trước đối nàng không ngừng chỉ, chủ nhân. Đánh chết cái này vượt quá giới hạn nữ nhân xấu. Chủ nhân, nhanh lên, đạm đài hoàng lườm hắn nhóm một chút, tâm tình còn có thể, cho nên có chút kiên nhẫn mở miệng, ta là thế nào vượt quá giới hạn rồi. Nửa đêm canh ba cho Hoàng Phủ Hiên đưa thư tình, ngươi cho rằng gia không biết. Ngữ điệu yếu ớt, trong mắt mang cười trong mắt cái này ý cười mới ra, đạm đài hoàng liền minh bạch, cái này nha biết cái gọi là thư tình là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đến nói hô nói vượng, ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện thực sự quá mệt mỏi, nàng nhanh như chớp bò lên trên nóc nhà, hỏi, làm sao ngươi biết ta đi làm gì rồi? Thư tình sự tình đều biết, ngươi đi ra ngoài, gia liền đi theo. Đề phòng lấy ngươi bị hoàng phủ hiên giết, nếu là công chúa thật hồng nhan bạc mệnh, gia liền biến thành người không vợ thái tử gia uể oải mở miệng vẫn là nhất quán tản mạng thái độ gọi người không phân rõ được hắn ngữ bên trong tình nghĩa thật giả đạm đài hoàng cũng lười đi phân biệt thật giả xem ở tâm tình không tệ phân thượng cũng không có cùng hắn so đo ngửa đầu nhìn thoáng qua vô biên ánh trăng mở miệng cảm thán kỳ thật hoàng phủ hiên cũng thật đáng thương sớm biết hắn như thế đáng thương nàng ngày đó trộn hắn giấy nháp thời điểm liền lưu lại hé mở mặc dù hé mở chùi đít khẳng định không đủ, nhưng luôn có cái hy vọng không phải, hắn nghe vậy, môi tế ý cười không thay đổi, lại cũng không nói chuyện, có phụ hoàng dạy bảo cùng mẫu hậu thương yêu hoàng phủ hiên gọi đáng thương, vậy hắn cái này không cha không mẹ, một người tại Sài Lan vây quanh chi địa liều chết chém giết tính là gì, liễm quyết tâm tự, nhìn lướt qua nàng mặt nghiêng, giống như cười mà không phải cười, lành lạnh nói, công chúa. Đừng tưởng rằng ngươi trái nói phải mà cố cái khác, bản thái tử liền sẽ tha thứ ngươi hôm nay vượt quá giới hạn hành vi. Lúc ấy ra tắm rửa, để ngươi nhìn ngươi không nhìn, nửa đêm canh ba lại ra ngoài cho một cái nam nhân xấu xí người đưa thư tình, ngươi đến cùng là cái gì ánh mắt. Lá sen che ngực tiểu tinh tinh đồng hài cũng không vui vẻ nâng trảo, ngao ô. Ngươi không có ánh mắt, nâng trảo nâng quá mức kích động, trước ngực lá sen rơi một mảnh, tranh thủ thời gian một con phải chân trước chụp tới, nhặt lên, một lần nữa dính lên đạm đài hoàng thái dương gân xanh nhảy một cái nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tại tên vương bác đảng này trong mắt có phải là ngoại trừ chính hắn nam nhân khác đều là xấu lần trước cùng sở trường ca đi tìm hoàng phủ linh huyên báo thù hắn nói người ta xấu hôm nay còn nói hoàng phủ hiên xấu phải thiên hạ đều xấu hắn độc đẹp đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là quân kinh lang ngươi xác định đầu óc ngươi không có bệnh bản công chúa cùng ngươi nhưng nửa xu quan hệ đều không có, ra cái gì quỷ, thân thể của ngươi thế nhưng là bị gia nhìn toàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho người khác hay sao, cũng thành, ngươi đi gả, chân trước gả, gia chân sau liền để người trong thiên hạ biết gia nhìn qua thân thể của ngươi, xem ngươi nhà chồng là bỏ vợ vẫn là không ngớt, thái tử gia không muốn mặt mở miệng, ta sát. Một cái lửa giận lại từ đạm đài hoàng trong lòng nổi lên, một trận nhục chân, rất muốn đạp người. Nàng phát hiện mỗi lần cùng gia hỏa này tại cùng một cái không gian, liền đặc biệt dễ dàng tức giận, mà liền tại lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến, mang theo một tia hoang mang cùng nghi vấn, Kinh lang ca ca, là ngươi sao? Quân Kinh lang quay đầu lại, nhìn xem nổi lên mái hiên bách lý cẩn thần cùng bách lý như yên, lại quay đầu nhìn đạm đài hoàng một chút, câu môi cười yếu ớt, công chúa, xem ra ngươi hôn sự của ta muốn thành, ngươi cũng rốt cục có thể đã được như nguyện gả cho phong hoa tuyệt đại bản thái tử đánh rắm nàng đã được như nguyện nàng hai chữ này mới ra tinh gia rất không cao hứng cái này làm cho người ta chán ghét nữ nhân vốn là như vậy không đem chủ nhân để vào mắt hiếp mắt sói nhìn xem lồng ngực của nàng ngao ô tinh gia đã nói bao nhiêu lần rồi ngực quá nhỏ cũng không cần nói chuyện ngươi thế mà còn dám mắng chửi người đạm đài hoàng nghe nó một tiếng ngao ô lúc này lạnh lẽo cười một tiếng lại nhìn một chút nó ngực hai mảnh lá sen cái này phá hồ ly sói không có chút nào biết hấp thụ giáo huấn tám thành là trước ngực kia hai mảnh lá sen cũng không muốn nàng ánh mắt vừa đến tiểu tinh tinh mặt sói cứng đờ phòng bị che ngực lá sen ngoan ngoãn ngậm miệng không lên tiếng nghi cô sờ cc nó chỉ còn lại hai mảnh lá sen ngự hoa viên trong hồ cái khác lá sen còn không có mọc tốt, dính ra ngoài ảnh hưởng tinh gia hình tượng, mà bị nàng một mắng, quân kinh lang không lắm để ý cười cười, quả nhiên là sớm thành thói quen, nghiêng đầu nhìn về phía mái hiên một chỗ khác, chờ lấy hai người kia tới, đạm đài hoàng đi theo hồ nghi nhìn sang, một nam một nữ ánh vào trong mắt, nam tử áo trắng siêu vẹo, tay cầm trường kiếm, tuyệt mỹ chi dung, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo chi tư, mắt sắc lãnh tịch, từng bước một hướng bên này đi tới, ở giữa chỉ nhàn nhạt quét đạm đài hoàng một chút, cái nhìn này, để đạm đài hoàng sửng sốt một chút, đây là một đôi như thế nào mắt, lạnh mà ngạo, băng mà lạnh, hắn ánh trăng trong mắt, phản phất giống như cất dấu mười trượng tuyết bay, trong trẻo lạnh lùng đạm mạc. Phản phất thế gian vạn vật, đều nhìn không tiếng trong mắt của hắn, vĩnh viễn cao đứng ở đám mây phía trên, vĩnh viễn kiêu căng kinh người, cái này nam nhân, nhất định ngạo cực kỳ đạm đài hoàng rất nhanh cho ra trực quan cảm thụ, mà bên cạnh hắn, đi theo một cái thân mặc áo trắng nữ tử, dáng dấp cùng mình tương xứng. Một tấm tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, dáng điệu viễn chuyển, đạm đài hoàng một đường thưởng thức, tại từ mặt của nàng nhìn thấy cổ, nhưng, khi thấy đối phương sống cả mảnh liệt ngực về sau, mũi chua chua, bỗng nhiên có loại đến nơi hẻo lánh đi vẽ vòng tròn xúc động. Đồng dạng là nữ nhân, đồng dạng là mỹ nhân tuyệt sắc vì lông người ta dài ngực nàng không dài cái này không công bằng a ngay tại đạm đài hoàng thương tâm gần chết sợ vỡ mật ở trong lòng mắng to thương thiên bất công thời điểm hai người kia đã đi đến bọn hắn trước mặt vị này là bách lý như yên nhìn về phía đạm đài hoàng mở miệng hỏi thăm trên mặt tràn đầy hèn mọn ý cười lần thứ nhất trông thấy kinh lang ca ca cùng nữ nhân ở cùng một chỗ a có gian tình a có gian tình đạm đài hoàng dương mắt, giấu trong lòng bi phẫn tâm tình đáp lời, mặt bắt tam công chúa, đạm đài hoàng. Các ngươi trò chuyện, ta trước cáo từ, nàng muốn trở về an ủi mình thụ thương tâm linh, không có bị quân kinh lang tổn thương, không có bị tiểu tinh tinh bên trong trảo tổn thương, bị bách lý như y ngực tổn thương, thật sự là khóc mù, chờ một chút. Quân Kinh Lan mở miệng ngăn lại, giống như cười mà không phải cười, trước hết nghe xong câu thơ lại đi, câu thơ, cái gì câu thơ? Hắn vương tay, lộ ra một nửa cánh tay, kia da thịt dường như Mỹ Ngọc chi sắc, hay là Mỹ Ngọc cũng không kịp hắn bạch cánh tay mười phần vạn nhất. Nam tử áo trắng mặt không biểu tình vương tay, cầm trong tay phong thư đưa cho hắn, thản nhiên nói, một phong là ngươi, một phong là nương, còn có một phong, là phụ thân để chuyển giao. Hắn thanh tuyến trong trẻo lạnh lùng như nguyệt, hư vô mờ mịt, phản phất trong mây thanh ca. Nghe được người tâm thần thanh thản đương nhiên tại đạm đài hoàng trong lòng trừ quân kinh lang cái kia há mồm liền nói không ra lời hữu ích vương bác đảng cái khác đẹp nam tử thanh âm đều là có thế khiến cho người tâm thần thanh thản cứ việc quân kinh lang thanh âm từ khách quan đến nói dường như êm tai nhất như ngọc dài chỉ đem phong thư tiếp nhận đem mấy trương mỏng như cánh ve giấy mở ra ngưng mắt từng cái đảo qua khi nhìn đến hạ nửa câu thơ trong mắt giật mình có mỉm cười trong chốc lát minh bạch hoàng phủ hiên lúc ấy tại sao lại lộ ra như thế như muốn buồn nôn biểu lộ mà khi xem hết trăm dặm kinh hồng thư tính lúc hẹp dài mị trong mắt hiện lên nửa điểm khốn đốn nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài đem thư tính thu nhập ống tay áo chợt nhìn xem đạm đài hoàng cười khẽ công chúa bay lưu thẳng xuống dưới ba đống phân hư hư thực thực không mang giấy vệ sinh gia nói có đúng không là ngươi đối được sao đạm đài hoàng mặt đen lên nhìn hắn chầm chầm, sự thật bày ở trước mắt, mọc ra mắt chữ người cũng nhìn ra được, khi câu thơ nửa phần dưới là hắn đọc thư kiện về sau mới ra, còn muốn ý tứ nói cùng nàng nghe, xem ra con hàng này có cao nhân chỉ điểm, nhìn ra là nghĩ biện pháp từ hoàng phủ hiên nơi đó moi ra đến đáp án, công chúa chỉ nói muốn bản thái tử đối ra hạ nửa câu, cũng không có nói nhất định phải là bản thái tử nghĩ. Môi mỏng câu lên một vòng lười nhắc ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, lại lành lạnh nói, vẫn là công chúa dám cược, thua cũng không dám nhận. Đạm đài hoàng đang muốn nói chuyện, một bên bách lý như yên nhìn một hồi này, cũng rốt cục nhìn ra mánh khóe, lập tức nhảy dựng lên, trận to hai con ngươi nhìn xem đạm đài hoàng. Hết sức kích động nói chẳng lẽ ngươi chính là Kinh lang ca ca muốn cưới người. Cái này hỏi một chút, đạm đài hoàng nhanh chóng phản bác, đây chỉ là hắn một cá nhân ý nghĩ, ta. Lời còn chưa dứt, liền bị kích động bách lý như yên đánh gãy ai nha nguyên lai like trên đường đi nghe nói kinh lang ca ca không tiếc lăn lộn một vạn lần còn muốn sách giày vây quanh hoàng thành chạy mười vòng cũng phải cưới tẩu tẩu chính là ngươi a ta là bách lý như yên lần đầu gặp mặt đây là ta cho tẩu tẩu lễ gặp mặt bách lý như yên thật nhanh nói xong cũng đem một vật phóng tới đạm đài hoàng trên tay đánh gãy người khác nói chuyện là phi thường không lễ phép hành vi mà đạm đài hoàng cũng thật sâu cảm thấy, bị người đánh gãy mình lời nói cảm giác, xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại cái này người mặt tươi cười còn có lễ vật, vậy liền nhất định phải coi là chuyện khác. Đạm đài hoàng vừa lòng thỏa ý cúi đầu xuống, xem xét lòng bàn tay của mình, khóe miệng nhất thời run rẩy mấy lần. Một cái tiền đồng, dựa theo chuyển đổi đến xem, thời đại này một cái tiền đồng tương đương thế kỷ 21 năm mau tiền, Năm mau tiền, đây chính là lễ gặp mặt, lại cứ bách lý như yên vẫn là một bộ sinh ly tử biệt, đau đến không muốn sống bộ dáng nhìn xem cái kia tiền đồng, nhìn trong chốc lát, lại thật nhanh đưa tay từ đạm đài hoàng bàn tay lấy về, bởi vì động tác quá nhanh, thẳng tắt đem đạm đài hoàng trong lòng bàn tay đều bắt đau nhất, cái kia, tẩu tẩu, ta biết ngươi không phải yêu tiền người, ta, ta vẫn là không miễn cưỡng ngươi thu tiền của ta, nói xong mau đem tiền cất vào ống tay áo một bộ sợ người ta cướp bộ dáng, đạm đài hoàng khóe miệng giật một cái, lại kéo ra. Lần đầu tiên trong đời thấy như thế ái tài người, một cái tiền đồng mà thôi a, à, cái kia tiền đồng nàng là không có ý định muốn, nhưng lời nên nói vẫn phải nói, ta không phải ngươi tẩu tẩu, không cần loạn gọi, yên nhi chớ có càng rỡ, ngươi tẩu tẩu xấu hổ. Quân Kinh Lan bám lấy cầm, ý cười hòa thuận vui vẻ mở miệng, xấu hổ lần này chính là mờ nhạt như bách lý cẩn thần, cũng không chịu được nhìn đạm đài hoàng một chút, nữ tử này, sắc mặt tái xanh, bên trán nổi gân xanh, có lẽ có mài răng thanh âm, thanh âm băng hàng, đây là xấu hổ dáng vẻ sao, hại em gái ngươi. Đạm đài hoàng cắn răng giận mắng. Xấu hổ, hắn quả thực có thế đạt tới mở to mắt nói lời bịa đặt cảnh giới tối cao, quả thật trên đời một đóa kinh thế hiếm thấy một bên tiểu tinh tinh đồng hài thấy chủ nhân lại bị phun, phản xạ có điều kiện lần nữa nhảy dựng lên, vừa muốn ngao ô, đạm đài hoàng bỗng nhiên nhìn thoáng qua lồng ngực của nó, thế là, trương một nửa sói miệng ngậm bên trên, không nói lời nào, hộ chính mình lá sen, cúi đầu dùng một con chân trước vẽ vòng tròn, bách lý như yên kỳ quái nhìn tiểu tinh tinh một chút, lại nói cái này nhỏ phá lan nhiều năm như vậy, trừ kinh lan ca ca thế nhưng là ai mặt mũi cũng không cho thế mà có thế bị cái này mặt bắt tam công chúa thu thập ngoan ngoãn khó trách kinh lang ca ca có thế đối nàng nhìn với con mắt khác đương nhiên nàng mặc dù có bình thường nữ nhân đều dùng bát quái tâm lý nhưng cũng không có quên mình đến nhưng thật ra là có chuyện rất trọng yếu nhìn thoáng qua quân kinh lang nàng nhanh chóng đối đạm đài hoàng mở miệng tẩu tẩu ngươi bỏ qua cho ta chỉ mượn kinh lang ca ca hỏi mấy câu hỏi xong liền còn cho ngươi a à ha 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 Ta làm sao lại để ý đâu? Bởi vì ta cùng hắn căn bản một cái tiền đồng quan hệ đều không có. Đạm Đài Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra mở miệng. Hỏi chết đều chuyện không liên quan đến nàng. Lời này mới ra, Quân Kinh Lang có chút nghiêng đầu nhìn về phía nàng, giữa lông mày chu sa máu một loại diễm, "Công chúa, ngươi coi là thật muốn béo nhờ nuốt lời?" Hỏi một chút, đem Đạm Đài Hoàng hỏi khó nàng phi thường nghĩ đập lấy bộ ngực của mình nói mình là một cái có đảm đương người đã nói là nhất định sẽ thực hiện nhưng nếu như có đảm đương đại giới là gả cho cái này cao thâm khó dò gọi người đoán không ra nổi lòng còn nói không chính xác lúc nào liền đem nàng làm heo sữa quay nam nhân kia vẫn là thôi đi nhưng là nhiều như vậy người đều tại nàng cũng không tiện thừa nhận mình là cái người nói không giữ lời na thật sự là xoắn suýt ngay tại nàng xoắn suýt ngay miệng bách lý như yên bỗng nhiên nịnh nọc đưa tay muốn đi bắt quân kinh lang ống tay áo vừa mới đưa tới hắn có chút đưa tay vung lên không có để nàng kéo tới vệ oải mở miệng có việc nói sự tình bách lý như yên sắc mặt cứng đờ quên hắn bệnh thích sạch sẽ nhưng dù sao cũng là mình có việc cầu người cũng không tốt bày dáng vẻ trực tiếp mở miệng hỏi lời nói kinh lang ca ca ngươi có biết hay không lãnh tử hàng thúc thúc lại chạy đến nơi đâu rồi ta thế nhưng là đem ngươi hoàng cung, cùng bọn hắn ma giáo tổng bộ đều lật khách, sửng sốt không tìm được hắn, nói, ngữ bên trong đã mang không ít nộ khí, mặt sư phụ có phải là cũng không tại rồi. Quân Kinh Lan nhàn nhàn mở miệng, một bộ trong dự liệu dáng vẻ, làm sao ngươi biết? Bách Lý Như Yên mở miệng hỏi thăm, còn có một tia không hiểu, lãnh tử hàng thúc thúc ở nơi nào, sẽ cùng mực quan hoa có quan hệ sao? Hắn bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? lần này, thái tử gia khóe môi hơi câu, phát ra một tia mê người ý cười, mười phần ác thú vị nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vậy ngươi còn không biết tung tích của hắn, một bên đạm đài hoàng, xem xét hắn vẻ mặt này, tỏa ra một loại dự cảm bất tường, kinh nghiệm nói cho hắn, mỗi lần hắn lộ ra loại vẻ mặt này, tiếp xuống lời nói ra cũng có thể làm cho người học máu. Nàng đang nghĩ ngợi có phải là khuyên Bách Lý Như Yên không muốn hỏi lại. Bách Lý Như Yên đã mở miệng, nàng ngơ ngác hỏi, cái này cùng tung tích của hắn có quan hệ sao? Là nàng gần đây biến đần sao, vì sao nghe không hiểu, cái này cũng nhìn không ra. Bọn hắn bỏ trốn. Thái tử gia vẻ mặt tươi cười nói, tựa như là nói lên cái gì đặc biệt đáng giá cao hứng sự tình. Đạm đài hoàng nghe thôi, bỗng nhiên mười phần đồng tình nhìn về phía bách lý như yên, nghe xong nha đầu này ra hỏi thời điểm, khi kích động nóng bỏng dáng vẻ liền biết cái kia tử hàn thúc thúc là người trong lòng của nàng nhưng cái này chết yêu nghiệt ngay thẳng như vậy nói người ta người yêu cùng người bên ngoài bỏ trốn cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn nàng đang nghĩ ngợi có phải là mở lời an ủi vài câu bách lý như yên đã mặt đen lên nhã rảnh hai người bọn họ nam nhân tư cái gì chạy mực quan hoa thúc thúc cùng lãnh tử hàn thúc thúc đều là kinh lang ca ca sư phụ một văn một võ mà cái này hai nam nhân mười mấy năm qua vẫn không đối bàn bỏ trốn rồi thua thiệt hắn nói ra được phốt, khục khục đạm đài hoàng một cái không có đình chỉ suýt nữa không có bị sặc chết cho tới bây giờ chỉ biết yêu nghiệt này miệng làm cho người ta chán ghét không nghĩ tới đối với mình vóc muội muội cũng là thái độ này hai nam nhân bỏ trốn chẳng lẽ nơi này cũng lưu hành ngươi không tin ki gia cũng không biết thái tử gia khoan thai cười yếu ớt một bộ rất là thái độ thờ ơ chỉ là trong mắt trêu tức ý cười bán tâm tình của hắn. Tiểu tinh tinh đối bách lý như yên dựng thẳng bên trong trảo, đoạt phu quân liền cái nam nhân đều đoạt không qua, khinh bỉ, ngươi không biết liền nói không biết, nói đến một nửa, quân kinh lang lành lạnh ánh mắt quét tới, ánh mắt lạnh vô cùng. Quá khủng bố, bách lý như yên móc méo miệng, không nói lời nào, cải thành mười phần đồng tình nhìn xem đạm đài hoàng, nếu là gã cho dạng này phu quân, nửa đời sau phải sống được nhiều thấp thỏm a. À. Nàng ánh mắt này quét qua, đạm đài hoàng như nhặt được tri âm, hai người thâm tình nhìn nhau. Có đôi khi nữ nhân cùng nữ nhân chính là nói cả cuộc đời trước, cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Nhưng có đôi khi cùng nữ nhân chỉ cần liếc nhau, liền có thể trở thành bạn tri kỷ. Ví dụ như đạm đài hoàng cùng bách lý như yên, quân kinh lang nhàn nhạt quét các nàng một chút, liền nhìn về phía một bên bách lý cẩn thần, hững hờ mở miệng, cẩn thần, giúp ta cứu một người, ngươi biết quy định của ta. Nhàn nhạt một câu bay tới, thanh âm rất nhẹ, không lắng nghe thậm chí đều nghe không được. Thái tử gia bốn phía nhìn lướt qua, rốt cuộc trông thấy chân mình bên cạnh tiểu tinh tinh, một cái cầm lên nó đối bách lý cẩn thần ném đi, ngân sắc ba quan tại không trung hiện lên, chợt, hắn ngữ bên trong mang cười, có chút không đứng đắn nói một mạng đổi một mạng nha, liền lấy tiểu tinh tinh mệnh đổi giữa không trung tiểu tinh tinh đồng hài nghe vậy, mắt sói nộ trừng, một trái tim nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, suýt nữa không cho hắn một câu thương tâm đến chết, há mồm liền khóc trống lên, ngao ô ô ô ô. Vì cái gì, đây hết thảy đều là vì cái gì? Chủ nhân thật không yêu nó. Ô ô, bách lý cẩn thần màu trắng lạnh tay áo hất lên, gió lạnh lướt qua, khóc đến chính thảm tiểu tinh tinh đồng hài, lại bị một trận gió quét đến góc tường, bắt đầu khóc, ngao ô ngao ngao ô ngao ô ngao ô ngao bắt phong cái kia thổi, bông tuyết cái kia phiêu, khóc đến gọi là một cái người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, ai? Mờ nhạt một chữ phun ra, nhìn cũng không nhìn góc tường gào thét tan sói, như thế có cá tính, để đạm đài hoàng không chịu được ngửa đầu, nhìn bách lý cẩn thần một chút, liền một chút, lập tức chỉ cảm thấy băng hàng nhập tâm, có chút nghiêng đầu, thậm chí không còn dám nhìn. Nam nhân này, xác thực đủ lạnh đủ ngạo bách lý như yên nhẹ giọng tại đạm đài hoàng bên tai mở miệng ngươi đừng để ý tới bọn hắn ca ca ta chính là cái này đức hạnh nói chuyện cho tới bây giờ đều là có bao nhiêu ngắn liền nói bao ngắn tính tình cũng không tốt nhưng nói thật a à, gả cho ta ca ca tuyệt đối so gã cho kinh lan ca ca an toàn ngươi có muốn hay không kiểm tra lời còn chưa dứt hai đạo ánh mắt rơi xuống bách lý như yên trên thân một cái mị mắt mang cười ý cười lạnh lẽo, như bỉ ngạn hoa mở, làm cho lòng người đấy phát trung. Một cái lãnh mâu mang tuyết, đóng băng ba thước, giống như băng cứng vỡ vụn, gọi người lòng bàn chân phát lạnh. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút buổi tối hôm nay ăn chút gì? Mẫu thân nói, người thức thời vì mỹ nữ, đông lăng hoàng thái hậu. Gặp nàng thức thời, quân kinh lang thu hồi ánh mắt, về bách lý cẩn thần, ngày mai. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh màu trắng lướt qua, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, chỉ để lại một trận nhàn nhạt tuyết liên hương phiêu tán tại không trung. Thế là, đạm đài hoàng rốt cục nhận ra, cái này có thể đem mắt phóng tới trên trời nam nhân, chính là cái kia trong truyền thuyết đệ nhất công tử Bách Lý Cẩn Thần, khó trách như thế ngạo, tốt, sắc trời không còn sớm. Bản công chúa trở về đi ngủ, các ngươi vui vẻ, đạm đài hoàng dứt lời đứng dậy liền đi. Sáng mai còn muốn đi tiếp thành nhã, không quay lại đến liền không ngủ được. Nàng đi chưa được mấy bước, quân kinh lang muốn ăn đòn thanh âm truyền đến, đạm đài hoàng, cẩn thận đi ngươi liền đi. Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không thay lòng? Gân xanh trên trán mạnh mẽ bạo động mấy lần. Một, nàng chưa từng thích quá quân kinh lang. Hai, đối cái kia ngạo đến không được nam nhân nàng liền một câu đều chưa nói qua, thay lòng đổi dạ, biến cái gì tâm, quân kinh lang ta thật muốn xé ngươi cái miệng này. A, à. một tiếng cười nhẹ dơ lên, hiển nhiên tâm tình không tệ, trở về có thể, nhưng là ngươi ta đổ ước, ngươi dám cưới, ta liền dám gả. nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu hóp bụng, hai vai mở ra, cũng ở trong lòng tưởng tượng ta muốn đi giết người, ánh mắt sắc bén đi lên phía trước, thành công đi ra nữ vương phong phạm tư thế dáng vẻ là phi thường tư thế hiên ngang trâu bò tiêu chuẩn để người nhìn xong liền khí tức trung động bị chấn động mạnh, nhưng trên thực tế lòng bàn chân của nàng là có chút như nhũng ra, gã cho cái này biến thái, hạ tràn nàng không dám nghĩ, quân kinh lang mục đích đạt tới, cũng là không lưu nàng, nhìn xem bóng lưng của nàng, chỉ là cười, đợi nàng đi xa, bách lý như yên mới hiếu kỳ hỏi thăm, kinh lang ca ca, mẫu thân để ngươi hỗ trợ hỏi nàng câu nói kia đâu, ngươi thế nào không hỏi kỳ thật nàng vừa rồi liền nghĩ nói nhưng là lo lắng có cái gì ẩn tình nàng tự tiện mở miệng sẽ xấu đại sự cho nên mới không có mở miệng hắn đem bàn tay nhập trong tay áo mở ra ba mặt là ba cái kia tờ giấy bách lý như yên đưa tay lấy tới đồng thời mười phần cẩn thận từng ly từng tí không có đụng phải hắn tay bởi vì nàng quá rõ ràng nếu là không cẩn thận đụng phải hạ tràng khả năng rất thảm lấy tới sau xem xét ba tấm tờ giấy bên trong có một tấm kiểu chữ phiêu giật là cha chữ viết phía trên chỉ có một câu làm ngươi mình sự tình dư thừa chớ có hỏi hiển nhiên là trăm dặm kinh hồng không để hỏi bách lý như yên trừng mắt tờ giấy này thật lâu chật vật nuốt một chút nước bọt lẩm bẩm nói nếu để cho mẫu thân biết cha xấu nàng sự tình tám thành đạt được nhân mạng quân kinh lang tuy là kinh ngạc cha nuôi như thế lời nhắn nhủ nguyên nhân nhưng cũng không nói thêm gì khoan thai đứng dậy đem góc tường thương tâm ca hát tiểu tinh tinh một cái mò lên nhanh chân về tẩm cung của mình bách lý như yên thì mang một loại phi thường tâm tình thấp thỏm xuất cung nàng có thế đoán được mẫu thân biết chuyện này nhất định tức giận phi thường như vậy chuyện này nàng đến cùng muốn hay không nói cho mẫu thân biết đâu bọn hắn sau khi đi đạm đài kích mới bước đến đạm đài hoàng bên ngoài viện đầu ở nơi đó đứng yên thật lâu cũng do dự thật lâu yêu mị hoa đào trong mắt tràn đầy hậm hực rốt cục thở dài một hơi, về tẩm cung của mình, tối nay, là một cái bận rộn mà nhiều chuyện ban đêm. Trời tối người yên, sự tình tựa như đã bị xử lý xong, sự tình nhưng lại giống như chỉ là một cái bắt đầu, mà giờ khắc này, rộng rãi cung trên đường, một bộ hồng y tà mị nam tử khoan thai dậm chân xuất cung, nghe bên người ám vệ bẩm báo, vương gia, mặt bắc công chúa hiện nay đã đi về nghỉ, nhìn hoàng thượng bộ dáng, đã biết chân tướng, từng. Hoàng Phủ đêm nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, nếu là nữ nhân này thông minh như vậy, để nàng cho Hiên Nhi làm hoàng hậu, cũng là không phải không thành, vương gia, ngài nói cái gì? Ám vệ không nghe rõ, không có gì, ta là hát, bạch mau nữ, cầu nguyệt phiếu tinh gia, đây là một cái buồn bực ban đêm, đạm đài hoàng hôm nay bận biệu hơn phân nửa đêm, theo lý thuyết vốn nên là mệt mỏi trở về ngã đầu liền ngủ nhưng hết lần này tới lần khác nàng hiện tại rất có điểm ngủ không được vò đầu bứt tai lật qua lật lại đau đầu muốn nứt nàng là thật nghĩ mãi mà không rõ quân kinh lang đến cùng là nghĩ náo loại nào nói ngắn gọn chính là đến hiện nay nàng đều không có náo minh bạch hắn vì sao như thế kiên định muốn cưới nàng kia hàng kỳ thật có bệnh thích sạch sẽ muốn nàng ngủ cùng đoán chừng không có khả năng đây là vì cái gì đâu trong đầu điện quang lóe lên chợt nhớ tới ngày đó mình thu thập bao phục chạy trối chết thời điểm, khi yêu nghiệt tại trên nóc nhà để nàng không nên trước bị người khác đùa chơi chết, dạng này mới đáng giá hắn tự mình ra tay chơi. Ý tưởng này đến trong đầu, một trận âm phong liền từ ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo, nàng ôm lấy chăn mình ở trong chăn bên trong lắc một cái, lập tức dọa đến mặt đều trắng rồi. Hiển nhiên, nàng hiện nay không có bị người khác đùa chơi chết. Cho nên yêu nghiệp muốn níp thân ra tay buổi tối đó, nàng làm một đêm ác mộng, trong mộng tất cả đều là quân kinh lang những cái kia bị lột da, hủy đi xương, nướng heo sữa quay. Sáng ngày thứ hai, đối tấm gương vừa chiếu, liền phát hiện hai cái to lớn mắt quần thâm, không được, nàng không thể nhảy vào hố lửa, nhảy liền phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ vừa đi. Nếu không hôm nay thử trước một chút kia yêu nghiệt ý, chỉ cần không chết người, không bồi ngủ, mọi chuyện đều tốt thương lượng nghĩ đến liền thu thập xong mình đi ra ngoài cứ việc đạm đài hoàng hôm nay tâm tình là ưu thương nhưng là cả người vẫn là rất lạc quan nàng người này không có khác chính là rất am hiểu khổ bên trong làm vui khổ bên trong làm vui là ý gì đâu chính là thương tâm bi vẫn đau khổ tới cực điểm thời điểm làm điểm sung sướng sự tình ví dụ như ca hát thế là trên đường đi đi lui tới cung nhân liền một đường nghe nàng lắp bắp tiếng ca tiểu bạch thái nha trong đất hoàng nha ba lượng tuổi nha tiếng ca mười phần thê thảm vừa nghe là biết ca hát người có cực kỳ đời người thê thảm gặp gỡ đến mức cung nhân nhóm ánh mắt hiếu kỳ đều ở trên người nàng quét tới quét lui ở trong lòng tiến hành các loại bổ não đạm đài hoàng hát hát vừa mới hát đến đạm đài kích ngoài viện hắn liền ra tới gặp một lần vương huynh lúc này không hát cho hắn biết mình cùng quân kinh lang đánh cược còn xóa bức thua hôn sự của mình tám thành phải đưa nàng răng dậy mười ngày nửa tháng tiến lên mấy bước, cười tủm tỉm mở miệng, vương huynh, theo giúp ta đi tìm hoàng phủ hiên yếu nhân thế nào. Đã đến buổi sáng, nên đem thành nhã trả lại cho nàng đi, tự mình đi không chắc, có vương huynh chỗ dựa tương đối tốt, ân, tính như vậy nàng so tiểu bạch thái vẫn là hạnh phúc rất nhiều, tối thiểu có cái đợi nàng rất tốt rất không tệ vương huynh không phải, ừm. Đạm đài kích cực đầu, không nói cái khác lời nói, cũng không có hỏi chuyện tối ngày hôm qua, quay người liền đi đạm đài hoàng tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn bọn hắn một đường đi tới cũng một đường nghe cung nhân nhóm nghị luận nói thiên hạ đệ nhất công tử thần đến hiện nay tại giúp hoàng thái hậu chữa bệnh hoàng phủ hiên giờ phút này cũng ở đó còn có các quốc gia sứ thần cùng đông lăng những cái này đại thần cũng đều đến biểu lộ quan tâm nói đến các quốc gia sứ thần cùng đám đại thần cũng đều rất có kiến giải lúc trước bách lý cẩn thần không đến thời điểm đều chỉ nhau nhau tặng lễ, bản nhân không đến, bởi vì lo lắng Hoàng Thái Hậu bệnh trì không tốt, Hoàng Phủ Hiên một cái giận chó đánh mèo, bọn hắn những cái này đến thăm bệnh đều đi theo không may, hiện tại tốt, công tử thần đến, còn có trị không hết bệnh sao. Thế là, bọn hắn đều đến thăm bệnh, sứ thần nhóm biểu đạt biểu đạt sự quan tâm của mình, đám đại thần biểu đạt biểu đạt mình chân thành, kinh nghiệm xã hội nói cho chúng ta biết, chính là tham gia náo nhiệt cũng phải nhìn nhìn kia là công việc tốt vẫn là chuyện xấu nếu là nhìn cái náo nhiệt đều thấy gặp bất trắc khi được nhiều oan nha đạm đài hoàng cùng đạm đài kích vừa vào cửa bốn phía sứ thần nhóm liền đối với bọn hắn chào hỏi nhưng cũng không mười phần thân thiện bởi vì đạm đài hoàng tựa như là mưu hại hoàng thái hậu người hiềm nghi quá thân thiện bọn hắn cũng sẽ có hiềm nghi bọn hắn từng cái đáp lễ tuyệt không đem thái độ của những người này để ở trong lòng mà hiện nay Hoàng Phủ Hiên ngay tại trong phòng, đạm đài Hoàng xuyên thấu qua rèm châu, cũng đi đến đầu nhìn lại, bên trong trừ hắn, còn có một cái phong thái lỗi lạc bóng lưng, áo trắng suốt trần, chính là nàng đêm qua thấy Bách Lý Cẩn Thần, cũng liền tại lúc này, trong phòng truyền ra Bách Lý Cẩn Thần trong trẻo lạnh lùng trầm thấp thanh tuyến, muốn chết người, không cứu, dứt lời, vén lên rèm châu, liền ra tới, hắn một màn này đến, đạm đài Hoàng lại thấy hắn, lần này đổ sửng sốt một chút, so tối hôm qua dưới ánh trăng nhìn thấy rõ ràng, trên đời này chỉ sợ không có người so hắn càng thêm thích hợp mặt bạch y, lạnh nhạt như tiên, ngạo nghệ giống như thần, để người càng xem càng là cảm thấy lớn tháng, như thế ngạo khí Mỹ Nam tử A, nhìn vậy mà không cảm thấy hắn tùy tiện, chỉ cảm thấy tôn quý, tổng sứ thần cùng đám đại thần gặp hắn cũng là hơi kinh hãi, Nam tử này, gương mặt này, cái này dáng vẻ. Phản phất trên trời tiên nhân, siêu thoát thế tục bên ngoài, khó trách có thế bị dự là thiên hạ đệ nhất công tử. Nhưng, đây có phải hay không là cũng quá lớn mật, trong hoàng cung đầu, nên ngang đối với hoàng đế nói không cứu hắn nương, tại mọi người đối bách lý cẩn thần hoặc tán thưởng, hoặc kinh ngạc, hoặc cảm thán hắn lớn mật ở giữa, hắn đã dậm chân mà đi, ai cũng không nhìn, bởi vì ai đều nhìn không tiếng trong mắt của hắn, chợt. Chính là Hoàng Phủ Hiên vĩ ngạn thẳng tắp dáng người từ trong nhà ra tới, hắn rực rỡ trong mắt màu vàng ống nhìn về phía bách lý cẩn thần bóng lưng, người trong thiên hạ đều biết công tử thần tính tình, cho tới bây giờ đều là hắn nói không cứu liền không cứu, thanh kiếm phóng tới cổ của hắn bên trên cũng vô dụng, mà lại bình thường kiếm còn không có rút ra, trước hết bị hắn giết, cho nên tới cứng khẳng định không được, thế là, băng lãnh cao quý đế vương, lần đầu tiên trong đời đối người cúi đầu, mẫu hậu nguy cơ sớm tối. trẫm mời công tử một cứu, dùng chính là mời chữ lời này mới ra đi tới cửa bách lý cẩn thận bước chân dừng một chút hiển nhiên là không ngờ tới hoàng phủ hiên sẽ lấy khách khí như vậy dáng vẻ nhưng tính nết của hắn cũng không phải nói đùa quý quốc thái hậu cũng vô cầu sinh dục niệm cho dù ta cứu sống lại có thể thế nào chỉ cầu công tử một cứu hoàng phủ hiên cũng rất là kiên quyết hắn đương nhiên biết mẫu hậu tâm tư nhưng để hắn có cơ hội không tranh thủ hắn làm không được Bách Lý cẩn thận trầm mặt một hồi, cũng không biết là bởi vì bị Hoàng Phủ Hiên thái độ lây nhiễm, vẫn là đêm qua đáp ứng quân Kinh lang, rốt cục quay người, hướng trong điện đi, mà xoay người một cái chớp mắt, đẹp như Thanh Huy đôi mắt nhàn nhạt từ đạm đài hoàng trên thân đảo qua. Nếu là nhất định phải tìm ra một câu hình dung đạm đài hoàng tâm tình vào giờ khắc này, đó nhất định là được sủng ái mà lo sợ. Đối với dạng này một cái cao ngạo nam nhân mà nói, quét mắt một vòng liền rất cho mặt mũi đi. Thế là, mọi người liền đều đồng loạt bình yên chờ lấy bên trong chữa bệnh tình trạng. Người ta lão nương tại động thủ thuật, đạm đài hoàng cũng không tốt đi lên nói thành nhã sự tình, chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi đi ra lại nói, chờ ước chừng có hơn một canh giờ. Một chậu tử một chậu tử máu đen bị nha đầu từ giữa đầu bưng ra tới, đợi đến đồ ăn sáng canh giờ đều quá, đạm đài hoàng cùng chúng sứ thần đám đại thần rốt cuộc bắt đầu hối hận, sớm biết ăn đồ ăn sáng lại đến, không biết lại trị một hồi, bọn hắn hôm nay còn có thể ăn được cơm trưa không? Liền tại bọn hắn đều thật sâu lo lắng cho mình sẽ thăm bệnh do bị ép giảm béo thời điểm, rốt cục truyền đến bách lý cẩn thần trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến, tốt, không đợi Hoàng Phủ Hiên đáp lời, cũng không có nói thêm nữa cái khác lời nói, bách lý cẩn thần cũng đã từ tẩm điện ra tới, ai cũng không nhìn, ai cũng không để ý, thẳng rời đi. Hoàng Phủ Hiên ra tới muốn lưu, còn chưa mở miệng, hắn đã trong nháy mắt đến ngoài trăm thước, tuyết trắng vạt áo, không nhiễm trần thế, như tiên nhân đạp gió mà đi, hiện nay lại nói tiếp, đối phương cũng nghe không đến, mà liền tại lúc này, trong điện truyền đến Hoàng Thái Hậu một trận ho khang thanh âm, khục khục, hiển nhiên là đã tỉnh, trong lòng mọi người đại hỷ. Cuối cùng tỉnh, bọn hắn cơm trưa cũng coi như có rơi. Đạm Đài Hoàng cũng là đại hỷ, thành nhã nên có thể thả ra, Hoàng Thái Hậu tại một ho khan Hoàng Phủ Hiên tranh thủ thời gian đi vào, tiến lên đỡ dậy nàng, mẫu hậu, ngài không sao chứ? Hắn dung mạo yên lặng, một phái lạnh nhạt, giống căn bản không biết đêm qua sự tình. Ai gia không có việc gì? Đúng, hung thủ, hung thủ tra được chưa? Hoàng Thái hậu nói, đúng là xuyên thấu qua rèm châu nhìn đạm đài hoàng một chút. Hoàng Phủ Hiên lặng im chỉ chốc lát, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đạm đài hoàng, lạnh lùng mở miệng, hung thủ đêm qua đã bắt được giải quyết tại chỗ, cùng mặt bắt tam công chúa không quan hệ. Đạm đài hoàng nhìn lại hắn, nhìn ta làm gì, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ta, khục khục. Tốt, vậy là tốt rồi. Hoàng Thái Hậu lại ho khan vài tiếng, chậm rãi hướng xuống nằm, nàng kỳ thật cũng không muốn liên lụy người bên ngoài, nhất là cái này tiểu công chúa còn rất có ý tứ, dù không biết chuyện này là như thế nào giải, nhưng cũng không quá quan trọng mẫu hậu ngài nghỉ ngơi thật tốt, trẫm đi ra ngoài trước. Hoàng Phủ Hiên rất nhanh ý thức được Thái Hậu cần tĩnh dưỡng, liền mở miệng đề nghị, Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu, Hoàng Phủ Hiên từ tẩm điện lui ra ngoài, trực trở trong mắt màu vàng ống quét qua tất cả mọi người ở đây, chợt băng lãnh khóe môi câu lên, đa tạ các vị quan tâm, độc hại mẫu hậu hung thủ đã giải quyết tại chỗ, hôm qua suýt nữa trách quan khuyên hoàng công chúa, cũng mời công chúa đừng nên trách về phần công chúa thị tỳ trẫm đã phân phó người trả về còn mời công chúa yên tâm trả về rồi không nói sớm hại nàng ở chỗ này đi theo đói bụng đạm đài hoàng còn chưa lên tiếng đạm đài kích liền mở miệng không sao đông lăng hoàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn lời nói rất khách khí nhưng sắc mặt khó coi hiển nhiên cứ việc hoàng phủ hiên đã xin lỗi hắn vẫn là vì chuyện này rất không cao hứng bốn phía mọi người thấy sắc mặt của hắn cũng là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đạm đài kích đối đạm đài hoàng điểm kia giữ gìn chi tâm, liền quét dọn nhà vệ sinh cung tỳ đều biết, yêu muội suýt nữa bị người oan uổng, hắn có thế có sắc mặt tốt mới kỳ quái. Vậy, vậy một ít đánh thành nhã người đâu? Đạm đài hoàng lại mở miệng hỏi thăm, kém chút quên cái này gốc trạ. Hoàng Phủ Hiên rực rỡ trong mắt màu vàng ống nhìn về phía nàng, lạnh lùng mở miệng, toàn bộ trọng trách 40 đại bản, hạ lệnh tra tấn phán quan trượng trách 20, biến thành thứ dân. Lời này mới ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một cái thị tỳ thôi, chính là đánh chết lại có thể lớn bao nhiêu sự tình, đông lăng hoàng vậy mà vì thế đem động thủ người toàn bộ trượng trách, cũng rút một cái phán quan, đây cũng quá cho đạm đài hoàng mặt mũi đi. Đạm đài hoàng tự nhiên cũng không phải người ngu, rất nhanh minh bạch hoàng phủ hiên lần này là ưu đãi mình, lúc này xoay người mở miệng, vậy liền đa tạ Đông Lăng Hoàng. Công chúa nói cái gì nói đến vui vẻ như vậy, cũng nói cho bản thái tử nghe một chút. Một đạo lười biến thanh tuyến từ cửa vang lên, cuồng ngạo tùy ý, nhưng cũng nhàn tản vui mừng. Mọi người hướng cổng xem xét, liền thấy một thân tím nhạc cẩm bào Bắc minh hoàng thái tử tiến đến, mãi mãi cũng là như thế vạn chúng chú mục. Bất luận xuất hiện tại khi nào chỗ nào, nháy mắt liền sẽ trở thành tiêu điểm, bên cạnh hắn hết thảy cảnh trí cũng sẽ tại nháy mắt ảm đạm phai mờ. Nhưng, mọi người ánh mắt rất nhanh cổ quái, nhìn xem trước ngực dán lá sen tiểu tinh tinh đồng hài, Bắc Minh thái tử sói là chuyện gì xảy ra. Điên rồi sao? Tuy là rất kỳ quái, nhưng tất cả mọi người tranh thủ thời gian mở miệng chào hỏi, gặp qua Bắc Minh thái tử. Hoàng phủ hiên càng là tiếng lên mở miệng, đa tạ Bắc Minh thái tử mời đến công tử thần, như thế đại ân, đông lăng suốt đời không quên. Quân Kinh Lang không lắm để ý cười cười, mở miệng đông lăng cùng bắc minh xưa nay chính là hữu hảo chi bang bản thái tử giúp đỡ chút cũng là phải lời này mới ra bốn phía sứ thần đều ở trong lòng cảm thán bắc minh thái tử ngài thật là biết mở mắt nói lời bịa đặt a à. hai khối đại lục thường xuyên giao chiến cũng chỉ có ngươi bắc minh cùng đông lăng các ngươi đều là hữu hảo chi bang vậy chúng ta chẳng phải là đều thân như huynh đệ đạm đài hoàng cũng là không còn gì để nói đối hai người này mặt ngoài công phu biểu thị thật sâu cúng bái đêm qua hoàng phủ hiên phái người ám sát quân kinh lang sự tình nàng biết mà hắn những cái kia cái long hồn vệ tối hôm qua tám thành cũng đã toàn bộ xa lưới liên quan tới chuyện này hai người này lẫn nhau đều khẳng định là ngầm hiểu lẫn nhau hiện nay còn biểu hiện được vô cùng thân mật quả nhiên không hổ là chơi chính trị người quân kinh lang nói dứt lời nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn đạm đài hoàng một chút giống như ôm nhu mở miệng hoàng đêm qua ngủ có ngon không bốn phía sứ thần nhóm lập tức bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ta nói bắc minh thái tử hai ngươi có thể hay không hơi có chút xã hội lòng công đức chú ý một chút đại chúng cảm thụ không muốn luôn luôn tại trước mặt mọi người chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta từ khi rời đi tổ quốc đến đông lăng hoàng cung đã tịch mịch rất nhiều ngày sau cái này hỏi một chút đạm đài hoàng đầu tiên là bị hắn xưng hô làm cho một hồi buồn nôn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn gặp hắn mị trong mắt ngậm lấy rõ ràng trêu tức hiển nhiên là biết mình tối hôm qua ngủ không ngon nhất thời tức giận đến trước mắt có chút biến đen mạnh miệng nói đa tạ bắc minh thái tử quan tâm bản công chúa đêm qua ngủ rất ngon quân kinh lang giống như cười mà không phải cười ý tứ sâu xa mở miệng bản thái tử cũng là nghĩ như vậy còn có công chúa kia thủ tiểu bạch thái rất êm tai hiển nhiên đạm đài hoàng lời nói dối đã bị đâm thủng một buổi sáng sớm đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm nhi hát tiểu bạch thái, tin tưởng nàng tối hôm qua ngủ ngon mới có quỷ, lần này đạm đài hoàng mặt liền lục, chẳng lẽ tên vương bác đảng này là U Linh, suốt ngày liền đi theo nàng phía sau, không phải thế nào luôn luôn làm chút gì sự tình, ngay lập tức liền bị hắn biết, giật giật khóe môi, tận lực không nhìn một ít không muốn nghe đến, tùy theo cắn răng nói, đúng thế, bản công chúa tiếng ca vĩnh viễn độc nhất vô nhị, mỹ diệu dễ nghe khục khục. Bốn phía sứ thần, đám đại thần bắt đầu lớn tiếng ho khang, thật nhiều người đều sặc đến sắc mặt đỏ bừng, tha thứ bọn hắn đi, bọn hắn chỉ là không cẩn thận nhớ tới kia thủ mưu đằng đào, cha ân nhịn còn có kia thủ sát heo ca, một bên hoàng phủ hiên xem bọn hắn đối thoại nhìn trong chốc lát, cảm thấy một trận phiền muộn, mở miệng đánh gãy, các vị đại nhân còn không có dùng bữa đi. Không bằng hôm nay liền tại phụ cận ngự hoa viên dùng bữa như thế nào, a à, như thế rất tốt rất tốt như thế thật sự là quá tốt cuối cùng nhắc đến ăn cơm bọn hắn làm quan lâu như vậy liền không có dạng này chịu qua đói chỉ cần có cơm ăn ở nơi nào không phải đồng dạng thế là mọi người ngay tại hoàng phủ hiên dẫn đầu dưới hướng ngự hoa viên mà đi dọc theo con đường này tiểu tinh tinh đồng hài đều tại cười trên nỗi đau của người khác mặc dù nó nghĩ không hiểu nữ nhân này tối hôm qua vì sao ngủ không được ngon giấc lại vì sao hát kia thủ thê thê thảm thảm ca nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó cười trên nỗi đau của người khác tâm tình thế là nó trên đường đi mở ra sói miệng gào thét lấy tiểu bạch thái làng điệu cố ý gào thét cho đạm đài hoàng nghe những người khác cũng nghe được phi thường phiền muộn thầm nghĩ bắc minh thái tử cái này sói là thế nào rồi quỷ kêu quỷ gào gì làm cho lại thê thảm còn rất có cảm giác tiết tấu lại cứ bọn hắn lại không tiện mở miệng lo lắng đắc tội cái này sói hậu quả, là dẫn lửa vị này tính tình không tốt thái tử gia. Đạm đài hoàng vốn là tâm phiền, tự nhiên càng nghe càng là nổi nóng, rốt cục không kiên nhẫn cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng, một mạng đổi một mạng. Mục đích là vì nhắc nhở tiểu tinh tinh đồng hài, đêm qua quân Kinh lang muốn bắt nó đổi hoàng thái hậu tính mạng sự tình, tiểu tinh tinh lập tức chỗ này, bôi nước mắt, dắt cuốn họng đổi làng điệu, ngao ô ngao ô ngao bắt phong cái kia thổi, từng trận sói tru thanh âm dưới, bọn hắn cuối cùng đã tới ngự hoa viên, tiểu tinh tinh đồng hài gào thét tan hành vi cũng rốt cuộc đình chỉ, bởi vì nó phát hiện ngự hoa viên trong ao sen, lại mọc ra vài miếng lá mới, giống như so với nó trên thân kề cận cái này hai mảnh đẹp mắt, thế là ngơ ngác nhìn phát bắt đầu sững sờ. Đạm đài hoàng tự nhiên không biết được nó lão nhân gia bỗng nhiên trầm mặt, là bởi vì phát hiện có thế tốt hơn che chắn ngực thuần thiên nhiên nội y nhưng cuối cùng yên tĩnh liền tốt. Cảm thấy bực bội cảm giác cũng rốt cục phai nhạt đi, bọn hạ nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng bàn ghế, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, chợt liền có trân tu mỹ vị được bưng lên bàn ăn, mùi thơm nước mũi, lớn nhà cũng đều dơ đũa, kích động, chờ lấy hoàng phủ hiên một tiếng thúc đẩy, liền có thể ăn cơm. Hết lần này tới lần khác chính là lúc này, lại tự nhiên đâm ngang, một ngọn gió lưu hoàng khố thanh tuyến, từ phía tây truyền đến, các vị đều ở chỗ này dùng bữa làm sao liền duy chỉ không gọi bản điện hạ chẳng lẽ là bản điện hạ không lấy vui a à, ha 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 làm sao lại thế mọi người lưu luyến không rời để đổ xuống ráng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười đứng dậy biểu đạt đối sở trường ca hoan nghênh hoàng phủ hiên lạnh buốt thanh tuyến cũng chậm rãi vang lên làm sao lại chẳng qua là các vị đại nhân tới thăm mẫu hậu đến canh giờ liền cùng nhau dùng bữa thôi lời này ý tứ liền có thêm, đương nhiên, nhất đứng mũi chịu sào ý tứ, chính là chỉ trích sở trường ca không có đi thăm viếng Hoàng Thái Hậu, nhưng là sở trường ca giống như hoàn toàn không có nghe hiểu, hắn giống như hiểu rõ gật đầu, sau đó mở miệng nói, thì ra là thế, kia thật là quá khéo, bản điện hạ bốn phía tản bộ, vậy mà cũng có thể cùng các vị đại nhân gặp nhau, thật sự là đàn gãy tai trâu. Đại hoàng tử mời ngồi đi, sở trường ca vừa cười gật đầu, đi đến đạm đài hoàng trước mặt cho đồng tiền nháy mắt đồng tiền lúc này hiểu ý đem mấy cái bình sứ lấy ra đưa cho đạm đài hoàng chính là đêm qua đạm đài hoàng muốn thuốc mê đạm đài hoàng cũng không khách khí đưa tay liền nhận lấy quân kinh lang thấy thế lành lạnh mở miệng công chúa người ta như là đã là vị hôn phu thê không cần lấy thêm người bên ngoài đồ vật muốn cái gì cùng bản thái tử nói chính là lời này mới ra đạm đài kích sững sờ nghiêng đầu nhìn hắn có chút không hiểu, bắc minh thái tử lời ấy ý gì. Vị hôn phu thê, hắn làm sao không biết, hoàng phủ hiên rực rỡ trong mắt màu vàng ống cũng là ngưng lại, tỉnh nhìn xem hắn, ngược lại là sở trường ca không nhiều để ý, vị hôn phu thê tính là gì, hắn sở trường ca không phải như vậy dễ hiểu người. Đêm qua, huynh hoàng công chúa đã đáp ứng bản thái tử cầu hôn, quân kinh lang trên mặt mỉm cười, giữa lông mày chu sa phản phất sơ anh, không khó coi ra tâm tình của hắn rất tốt lần này đạm đài hoàng sở trường ca hoàng phủ hiên cũng không dám tin nhìn về phía đạm đài hoàng nàng đáp ứng rồi lúc trước nhìn nàng cùng quân kinh lang dương cung bạc kiếm nhưng không hề giống là sẽ đáp ứng dáng vẻ a à. đạm đài hoàng càng là phiền muộn lúng túng hận không thể đào hố đem bản thân chôn chợt đạm đài kích ưu nhã hoa lệ bên trong mang theo ba phần nộ khí thanh tuyến vang lên hoàng lời ấy thật chứ công coi là thật. Nàng có thể không thừa nhận sao, lời này mới ra, ầm. Một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên bưng khay cái nào đó cung nữ, chính là nàng trong tay khay rơi, mà mọi người xem xét nàng, lập tức sửng sốt, đây không phải chung ly hàm sao. Nàng không phải bị trục xuất về nước sao. Tại sao lại ở chỗ này, còn có, tại sao là một bộ cung nữ cách ăn mặc. Trung ly hàm mặt một thân cung nữ quần áo trên mặt còn có chút bị son phấn che giấu máu ứ động vết tích đầy mặt không dám tin nhìn xem quân kinh lang cùng đạm đài hoàng làm sao lại nàng liền đi hai ngày mà thôi bọn hắn liền đã đính hôn rồi đông tấn trưởng công chúa ngươi đây là đầu tiên phát biểu chính là nam tề sứ thần kỳ quái nhất tự nhiên là hoàng phủ hiên hắn rõ ràng đã phái người đưa bọn hắn đi ta nàng giật mình một hồi lâu giống như là thực sự không thể tiếp nhận như thế đã kích cực lớn, lại quay đầu nhìn quân kinh lang một chút, lập tức nước mắt nhiễm lên hốc mắt, bị trục xuất về nước, nàng một đường thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài, trải qua thiên tân vạn khổ về tới đây, thậm chí còn giả trang thành cung nữ, chính là vì cho mình tìm được một tia cơ hội, không nghĩ tới vừa về đến, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người, liền biết dạng này tin dữ, mọi người tự nhiên xem xét ánh mắt của nàng lập tức liền hiểu rõ ra, lúc này khuyên nhủ, công chúa lần này trở về nhất định vất vả. Bắc Minh Thái tử cùng mặt bắt công chúa hôn sự đã đã thành kết cục đã định, công chúa không bằng cũng ngồi xuống uống một chén, không. Chung Ly hàm lớn tiếng cự tuyệt. Nàng mấy cái sải bước đi đến quân Kinh lang trước mặt, chỉ vào đạm đài hoàng cao giọng hỏi, Bắc Minh Thái tử, ngươi thật muốn cưới nàng. Quân Kinh lang nghe vậy, đưa tay cầm lên bầu rượu, tự lo rót cho mình một chén rượu, cúi đầu nhẹ rót, không để ý. Dạng này đầy trong đầu chỉ biết tình tình yêu yêu, mong mà không được liền cùng loạn nữ nhân, cũng không đáng phải hắn để ý tới. Hắn không có lên tiếng, nhưng ý tứ đã hiện tại bên ngoài, chung ly hàm cứ việc trong lòng một trăm cái không muốn, cũng biết chuyện này thay đổi không được. Cuối cùng mà, nàng nghẹn ngào nói, vậy, vậy chẳng lẽ để ta làm tiểu cũng không được sao? Nàng biết, nam nhân ưu tú như vậy, nàng không có khả năng một người độc hưởng, nhưng là công chúa cao quý, muốn nàng làm tiểu, dạng này miệng mở ra, cũng rất giống là tại muốn mệnh của nàng. Nàng đến cùng có điểm kia không bằng đạm đài hoàng, lần này tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Đường đường công chúa của một nước, cho dù lại có tiếng xấu làm cho người ta không thích, cũng vẫn là công chúa chi tôn, hiện nay vậy mà mở miệng cầu làm tiểu. Đạm Đài Hoàng trong lòng cũng là một trận thổn thức, Yêu nghiệp này cưới nữ nhân này không phải cũng rất tốt sao? vì cái gì nhất định phải trêu cật mình. a, à, chẳng qua dạng này khổ tình kịch nhìn thật có ý tứ, xem quá cao hưng, đến mức quên đi nàng là trận này khổ tình kịch bên trong vợ chính thức. ồ. vậy ngươi muốn hỏi một chút thái tử phi ý tứ? quân kinh lang nói, bị mắt mang theo không có hảo ý cười nhìn hướng đạm đài hoàng, hiển nhiên chính là bất mãn nàng dạng này hài lòng xem kịch, cho nàng tìm một chút phiền phức. Thế là xem kịch thấy chính vui vẻ đạm đài hoàng, cứ như vậy không lý do bị lôi xuống nước. Chung Ly Hàm nhanh chóng xoay người, đối Đạm Đài Hoàng liền quỳ xuống, "Tỷ tỷ, cầu ngươi tỷ tỷ, ta cả đời này duy nhất tâm nguyện chính là gả cho thái tử, cầu tỷ tỷ thành toàn." "Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy." Lời nói thành khẩn, khóe mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Cái quỳ này, mọi người gần như đều nghe không được hô hấp của mình. Cái này chung ly hàm, đến cùng là muốn tình căng thâm chủng đến loại nào hoàn cảnh. Trước mặt mọi người, đối tình địch quỳ xuống, nhưng đạm đài hoàng trong mắt, dần dần hiện ra nộ khí, không vì cái gì khác, cũng không vì kia yêu nghiệt kéo mình xuống nước, chỉ vì quỳ ở trước mặt mình cái này trà xanh biểu. Các quốc gia người đều ở nơi này, công chúa của một nước quỳ gối trước mặt của mình thỉnh cầu, nàng đạm đài hoàng nếu là còn không đồng ý, đó chính là ghen tị, cay nghiệt mà càng thêm để người nén giận chính là nàng trong câu chữ nói rất đúng gả cho thái tử cái này gả dĩ nhiên là chỉ chính thức bởi vì tiểu thiếp đều chỉ có thế được xưng là nạp nàng này chỗ nào chỉ cần làm tiểu a chỉ cần mình một cái đồng ý lối ra cái này nha liền thành chính thức đây chính là trần trụi tính toán nếu như mình lên tiếng vẫn là thật lòng muốn gả cho quân kinh lang khi làm tiểu thiếp chính là nàng nàng đối yêu nghiệp này cũng không có gì tình cảm cái gì thái tử phi vị trí nàng cũng không hứng thú, nhưng nàng lại dung không được có người dạng này tính kế nàng. Nghĩ đến, nàng hư mở miệng cười, tiến lên làm bộ muốn dìu lên nàng, trưởng công chúa vẫn là mau dậy đi, lớn như thế lễ, bản công chúa có thể đảm nhận không dậy nổi. Công chúa hiện nay nhất định là đói bụng không, chúng ta vẫn là trước dùng bữa, cái khác sau này hãy nói. Đây là nàng cho chung ly hàm cơ hội cuối cùng, thức thời liền lăn lên, hết thảy dễ thương lượng không thức thời, vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt mũi." Ầm. Một tiếng, Chung Ly Hàm một cái trùng điệp đầu gõ hướng mặt đất, "Tỷ tỷ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta tuyệt không lên." Đồng thời như vậy tuyệt thực ở đây, cái này hí, xem như làm đủ. Bốn phía tất cả mọi người nhìn xem cảnh tượng này, cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tất cả mọi người không ngu ngốc, chỉ là trong chớp mắt liền có thể minh bạch Chung Ly Hàm ở giữa thâm ý cho nên đối đạm đài hoàng tiếp xuống phản ứng càng thêm hiếu kỳ. Mà làm vì chuyện này nhân vật chính một trong thái tử gia, cũng một bên uống rượu, một bên có chút hăng hái nhìn xem, hắn có một loại trực giác, chung ly hàm cái này tự cho là thông minh nữ nhân ngu xuẩn, hôm nay sợ là muốn biến khéo thành vụn. Quả nhiên, đạm đài hoàng trầm mặt thật lâu, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, rốt cục thật dài thở dài một hơi, đã ngươi nghĩ như vậy quỳ, lại như thế không muốn ăn cơm vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi ngươi liền bị đói quỳ gối chỗ này đi lời này là tự ngươi nói mọi người cũng đều nghe thấy ngươi nhưng tuyệt đối đừng đổi ý nha đạm đài hoàng thốt ra lời này xong những người khác toàn bộ sững sờ Trung ly hàm càng là trực tiếp ngốc nàng liền bị đói quỳ gối chỗ này tốt các vị đại nhân cũng không cần lại nhìn không phải muốn ăn cơm a à. chúng ta dùng bữa đi đạm đài hoàng vẻ mặt tươi cười bốn phía chào hỏi, đối phó trà xanh biểu, càng là cùng với các nàng giảng khách khí, các nàng thì càng cho thể diện mà không cần, đám người nuốt một chút nước bọt, người ta đông tấn công chúa liền như thế quỳ ở nơi đó, bọn hắn ở chỗ này nên ngang ăn cơm, cái này thích hợp sao, một bên sở trường ca kịp phản ứng, phốc phốc, cười một tiếng, mở miệng khen lớn, khuynh hoàng công chúa quả nhiên không giống bình thường. Lời này mới ra, Trung Ly hàm Nguyên bản liền xám xanh phát tím mặt mũi, trong chốc lát càng khó coi hơn, cắn môi dưới, quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, trên đầu gối như có mấy cây châm tại đâm, đâm cho nàng toàn thân đều đau, nhưng, đáng giá cao hứng là, Đạm Đài Hoàng nói như vậy, cũng tương đương tại Quân Kinh Lang trước mặt thừa nhận nàng ghen tị, là lấy, nàng thật nhanh quay đầu nhìn về phía Quân Kinh Lang, chờ lấy phản ứng của hắn, mà Quân Kinh Lang lại không e dè cười đối sở trường ca mở miệng, gia thái tử phi, đương nhiên không giống bình thường. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đều không có hướng chung ly hàm trên thân đảo qua. Lời vừa nói ra, chung ly hàm trong chốc lát chỉ cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm, tim cũng bị đâm vào máu thịt be bét, tay áo hạ thủ hung hăng nắm chặt, chỉ là trong nháy mắt, mắt mặt bên trong liền có hận, đạm đài hoàng. Đều do đạm đài hoàng. Hết thảy đều là bởi vì cái này nữ nhân đáng chết đoạt nàng trong lòng người, còn ép nàng không thể không quỳ ở đây, thậm chí làm cho nàng không thể đứng lên. Đúng vậy, không thể đứng lên. Nếu là đứng lên, chính là đánh mặt mình. Nhưng, không đứng lên, thật chẳng lẽ quỳ đói chết ở chỗ này, liền trong lòng nàng thiên nhân giao chiến, khó xử đến tột đỉnh thời khắc. Đạm đài kích cặp mắt đào hoa nheo lại, ngưng mắt nhìn thoáng qua đạm đài hoàng, thần sắc rất lạnh, hiển nhiên là sinh rất lớn khí, nha đầu này, cho dù là muốn thành cưới, cho dù không cùng phụ vương bẩm báo, ít nhất cũng nên báo cho mình một tiếng, đã liền một người như vậy đơn độc đồng ý, quả thực không ra thể thống gì, nghĩ đến, ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía quân Kinh lang, Bắc minh thái tử, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước lời nói, bản điện hạ cảm thấy chuyện này muốn xin chỉ thị phụ vương, mới có thể có kết luận, lời này mới ra, đạm đài hoàng lập tức vui mừng trong bụng suýt nữa không có cao hứng nhảy dựng lên nguyên lai like hôn sự còn muốn xin chỉ thị trong truyền thuyết kia chưa từng gặp mặt phụ vương a đó chính là nói chỉ cần lão cha không đồng ý coi như nàng đồng ý chuyện này đều vẫn là không đùa a nha đây là tin tức tốt a à tin tức tốt nhưng nàng còn không có cao hứng xong liền nghe được quân kinh lang một phái nhàn nhã mở miệng vương huynh yên tâm đêm qua bản thái tử đã phái người thông báo thừa tướng Thay thế bản thái tử đi mặt bắt cầu hôn, tin tưởng rất nhanh liền có kết luận. Nói xong, vẫn là giống như cười mà không phải cười quét đạm đài hoàng một chút, tự như tại nói cho nàng, người cao hứng quá sớm. Thế là, đạm đài hoàng kéo một nửa khuôn mặt tươi cười thành công cứng ở trên mặt, da hỏa này, còn dám lại mưu tính sâu xa một chút sao. Đạm đài kích sách mặt cũng có chút phát xanh, ưu nhã hoa lệ thanh tuyến ngậm lấy mấy phần lãnh ý, đã như vậy, vậy liền chờ phụ vương ý tứ chỉ là hôn sự định ra trước khi đến còn mời bắc minh thái tử không muốn lung tung xưng hô ô hoàng nghi danh dự hắn lời này cùng thái độ mới ra mọi người liền đều có chút kinh ngạc đạm đài kích phản ứng nghiêm chỉnh mà nói xác thực lộ ra rất có điểm kích động quá độ không hề giống là một cái bình thường vương huynh nên có phản ứng mà lại chỉ bằng đạm đài hoàng cái kia thanh danh phối quân kinh lang tuyệt đối là trèo cao hắn còn có cái gì không hài lòng thấy tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn đạm đài kíp cũng rốt cuộc ý thức được sự thất thố của mình bổ sung một câu cô nương gia danh tiếc sao mà trọng yếu nếu để cho phụ vương biết tất nhiên muốn trách cứ bản điện hạ mọi người lần này lộ ra thì ra là thế biểu lộ thu hồi ánh mắt kinh ngạc vương huynh yên tâm nhạc phụ đại nhân nếu là trách tội hết thảy từ bản điện hạ gánh chịu thái tử gia uể oải mở miệng cũng giơ tay đối hắn nâng chén hắn cái này vừa mới nói xong, kia từ ao hoa sen hái về mới mẻ lá sen dính lên ngực tiểu tinh tinh đồng hài, liền trở lại, nhưng vừa về đến chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, lúc này một tấm mặt sói kéo thành mặt ngựa, kích động nâng trảo, ngao ô. Chủ nhân, ngươi chưa nghe nói qua hôn nhân đại sự muốn phụ mẫu chi mệnh, tinh gia lời nói sao, tinh gia còn không có đồng ý đâu, quân kinh lang cúi đầu, nhìn xem nó bởi vì quá mức kích động, mà từ trên thân rơi xuống đến chân mình bên cạnh lá cây trêu tức cười nói tiểu tinh tinh ngao ô làm gì ngươi cho rằng ôn nhu như vậy gọi tinh gia tinh gia liền sẽ tha thứ ngươi cũng đồng ý hôn sự của các ngươi sao nằm mơ ngực của ngươi lại lộ rất thanh âm ôn nhu tiểu tinh tinh đồng hài cúi đầu xem xét nháy mắt nước mắt chạy che ngực liền chạy mất mặt không ném sói ném sói đám người lần này, cuối cùng là minh bạch cái này sói vì sao dính hai mảnh lá sen, tình cảm là trước ngực lông không có, thật đùa, mà càng làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là, con kia sói chạy rất xa về sau, lại trở về, một cái mảnh vọt, một thế xét đánh không kịp bưng tay thật nhanh duỗi ra trái chân trước, nhặt lên trên đất kia phiến lá sen, quay người một lần nữa chạy. Đừng tưởng rằng tinh gia không biết các ngươi trộn tinh gia nội y, hừ. Đạm đài hoàng im lặng nhìn trời, một bộ rất không đành lòng nhìn dáng vẻ cái này đậu bỉ hồ ly sói a à. những người khác cũng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng tinh gia chạy đi đạm đài kích nghe quân kinh lang cũng không tốt phản bác nữa gương mặt lạnh lùng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình lại không nhìn đạm đài hoàng một chút mọi người khác cũng đều riêng phần mình ngồi xuống hai bên chỗ ngồi phân tại ngự hoa viên hai bên trong ngự hoa viên cảnh sắc vui mừng trận trận cỏ thơm hương xông vào mũi khi thì thỉnh thoảng có vài miếng hoa đào cánh bay tới rơi vào đám người trong tóc duy nhất tương đối sát phong cảnh là cái này chính giữa chung ly hàm thẳng ưỡng lên quỳ hướng phía đạm đài hoàng phương hướng sứ thần nhóm lúc này cũng rốt cục nghĩ rõ ràng bọn hắn lo lắng cái gì đây chính là một màn trò hay làm người ngoài cuộc bọn hắn nên vừa ăn cơm một bên thưởng thức mới là là lấy trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhưng làm chủ nhà Hoàng Phủ Hiên lại là một trận đau đầu, hắn có thể bởi vì Trung Ly Thành cùng Trung Ly Hàm hành vi không ngay thẳng, trục xuất bọn hắn về nước, nhưng Trung Ly Hàm dạng này chạy về đến, còn quỳ gối hắn bên trong Hoàng Cung, hắn lại không tốt mặt kệ, chần chờ chỉ chốc lát, lạnh buốt thanh tuyến rốt cục vang lên, đông tấn trưởng công chúa, dưới mặt đất lạnh, ngươi vẫn là đứng lên trước đi, có chuyện gì, thật tốt thương lượng. Nếu không phải các quốc gia sứ thần đều tại, mặt mũi muốn làm đủ hắn như muốn phẩy tay áo bỏ đi nào có cái gì thời gian rỗi và hảo tâm tình tới khuyên giải lời này mới ra chung ly hàm lúng túng tâm rốt cục bị làm dịu đang chuẩn bị thuận sườn núi xuống lừa trước đứng lên lại cân nhắc những chuyện khác lại nghe được đạm đài hoàng mở miệng đông lăng hoàng ngài liền không nên miễn cưỡng nàng cái gọi là người có chí riêng có người yêu thích chính là quỳ xuống cũng cả đời tận sức tại quỳ ra các loại động lòng người thần thái cùng kinh người tư thế, đối dạng này người chúng ta đều hẳn là thành toàn, ngài cần gì phải dạng này miễn cưỡng nàng đứng lên đâu. Mà lại đông tấn công chúa đã lập xuống hoành nguyện, muốn tuyệt thực cũng quỳ hoài không dậy, chúng ta nhất định phải duy trì nàng, cũng trợ giúp nàng hoàn thành suốt đời tâm nguyện, dạng này khả năng cho thấy chúng ta hữu hảo, không phải sao, đạm đài hoàng người này xưa nay chủ trương người kính ta một thước, ta kính một trong trường cho nên nàng hiện nay là nửa điểm mặt mũi không cho nửa điểm thể diện không lưu chung ly hàm vừa nghe xong sắc mặt lập tức liền thanh nhất một nửa muốn đứng lên chân lại đành phải một lần nữa quỳ trở về bốn phía đám người nghe được một trận ho khang muốn cười lại không tốt cười quỳ gối chỗ này vẫn là chung ly hàm suốt đời tâm nguyện mặt bắt tam công chúa miệng thật đúng là tức chết người không đền mạng Hoàng Phủ Hiên băng lãnh khóe môi càng là không ngừng run rẩy, hắn xem như minh bạch, nữ nhân này có thù tất báo, không hề chỉ là nhằm vào tự mình một người, đối cái khác người cũng giống như vậy. Trung Ly Hàm chẳng qua ngôn ngữ bên trên nghĩ tính toán nàng, nàng liền muốn chỉnh người ta xuống đài không được, cho nên lần trước mình bị trộn giấy nháp cái gì, đều là bình thường. Một bên sở trường ca, đông đưa ngọc cốt phiến câu môi cười yếu ớt, mặt mày công công, mười phần tán đồng gật đầu cũng mở miệng, công chúa lời ấy có lý, thường nói quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, bản điện hạ coi là, Đông Lăng Hoàng cũng nhất định nguyện ý thành toàn đông tấn trưởng công chúa, Bắc minh thái tử, người nói đúng không, thật tốt, lại hỏi hướng quân Kinh lang cái này hỏi một chút, châm ngòi ý vị chính là đủ, hắn sở trường ca là thiên hạ nổi danh hoàng khố hoàng tử, nói cái gì người ta đều chỉ cho là hắn cái nhìn cá nhân, không thèm để ý. Nhưng quân Kinh lang khác biệt, hắn mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho toàn bộ bắc minh nếu là hắn đồng ý sở trường ca thuyết pháp chính là ý muốn cùng đông tấn là địch còn nếu là không đồng ý đó chính là bác đạm đài hoàng mặt mũi hôn sự này cũng liền treo đáng tiếc ngần ấy việc nhỏ là ngăn không được quân kinh lang chỉ gặp hắn đặt chén rượu xuống trạng không hề để ý đưa tay rộng lớn tay áo trượt đến khuỷu tay trắng muốt như ngọc da thịt lộ ra so ánh trăng đều muốn trong sáng mỹ hảo nhưng cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là trên cánh tay hắn cuốn lấy băng vải, chợt, hắn miễn cưỡng mở miệng, đông tấn công chúa làm việc phóng túng, hơi quỳ quỳ, cũng là có chỗ tốt, trong chớp mắt, mọi người liền nhớ lại ngày đó Trung Ly hàm muốn ám sát đạm đài hoàng, là vị này Bắc minh thái tử gia lấy thân thay đạm đài hoàng ngăn lại một viên kim châu, cái này vết thương trên cánh tay cũng còn không có tốt toàn, hiện nay không cho đông tấn mặt mũi, nhưng cũng nói được, hoặc là nói hắn không có đi đông tấn tới cửa hỏi tội, liền đã rất cho mặt mũi. Thế là, sở trường ca châm ngòi quân Kinh lang cùng đạm đài hoàng kế hoạch, nháy mắt thất bại. Nhưng ngươi đây một lời, ta một câu, đã tuyệt chung ly hàm đứng dậy hy vọng. Ngay tại nàng khổ cực phiền muộn ở giữa, một đạo hoàng anh xuất cốc giọng nữ truyền đến, đây đều là đang làm gì đó. Thật sinh náo nhiệt, đám người nghiêng đầu xem xét, người đến chính là Đông Lăng công chúa, Hoàng Phủ Linh Huyên mọi người cũng đều mở miệng chào hỏi lẫn nhau làm lễ mà đạm đài hoàng gặp một lần hoàng phủ linh huyên nhất thời liền nhớ lại nàng ngày đó kia một phen lời nói hùng hồn trong lòng thưởng thức suy nghĩ cùng một chỗ liền cười đối nàng nhẹ gật đầu hoàng phủ linh huyên về đám người lễ lại hướng về phía đạm đài hoàng sáng sủa cười một tiếng thế này mới đúng lấy hoàng phủ hiên hành lễ bái kiến hoàng huynh từng đứng lên đi hoàng phủ hiên thanh tuyến vẫn như cũ rất lạnh nhưng thần thái lại là hòa hoãn hiển nhiên đối với mình cô muội muội này cũng rất là yêu thương tạ hoàng huynh hoàng phủ linh huyên đứng dậy ngậm lấy một tia vừa vặn cười quay đầu liền trông thấy quỳ gối chính giữa chung ly hàm kinh ngạc nói đây là một bên hạ nhân mở miệng giải thích công chúa vị này là đông tấn trưởng công chúa bắc minh thái tử cùng mạc bắc tam công chúa hôn sự đại định đông tấn trưởng công chúa đây là tại quỳ cầu mạc bắc tam công chúa để nàng để nàng làm tiểu. Lần này, cho dù Chung Ly Hàm có lại da mặt dày, gương mặt kia cũng không nhịn được nóng bỏng đốt. Nhưng, hạ nhân nói là sự thật, nàng căn bản không thể nào phản bác. Có điều, lấy Hoàng Phủ Linh huyên tính nết, nghe xong lời này, đổ rất có thể giúp mình. Nàng công chúa của một nước cầu làm tiểu, đạm đài hoàng đều không đáp ứng, nghiêm chỉnh mà nói, thế nhưng là đạm đài hoàng không có dung người chi lượng, thế nhân đều biết, Đông Lăng Huyên công chúa ghét ác như cừu, xưa nay liền vui trừng ác dương thiện, trừ mạnh đỡ yếu, chung ly hàm mặc dù không muốn mặt chút, nhưng hiện nay thật là xem như kẻ yếu, cái này Huyên công chúa sợ là muốn cho nàng hỗ trợ a. À. Ân, có trò hay nhìn, ai ngờ, Hoàng Phủ Linh Huyên nghe xong lời này, lúc này mặt mày hớn hở, đạm đài hoàng gã cho quân Kinh Lan, chẳng phải không ai cùng với nàng đoạt sở trường ca sao, nguyên bản nàng liền thích đạm đài hoàng tính tình, hiện nay đối nàng ấn tượng tự nhiên cũng càng tốt, nàng mở ra bước liên tục đi đến đạm đài hoàng trước mặt, lại có chút kinh thường nhìn chung ly hàm một chút, mở miệng nói, khuynh hoàng công chúa cũng còn không, liền có không muốn mặt muốn đoạt lấy tới làm nhỏ, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, sai lầm nghiêm trọng. Khuynh hoàng công chúa không cần để ý, tiện nhân đều là như thế, một câu nói kia, có thể nói là không hề cố kỵ đánh chung ly hàm mặt. Hoàng Phủ Hiên lúc này quát lạnh, linh huyên không được ăn nói linh tinh hoàng phủ linh huyên nhìn hắn một cái thè lưỡi không có nửa điểm ý nhận sai đúng vậy a à, tiện nhân đều là như thế đạm đài hoàng nói tiếp ánh mắt hướng quân kinh lan phương hướng nhìn nếu không phải cái này tinh trùng lên não để chung ly hàm đến hỏi nàng ý tứ chuyện này căn bản là tám gậy tre cùng với nàng đánh không được quan hệ hắn không phải tiện nhân là cái gì ánh mắt quét đến quân kinh lan ánh mắt hài hước dừng lại chợt cười nhạt nụ cười kia rất là ôn hòa đạm đài hoàng giật giật khóe môi rất là kinh thường hoàng phủ linh huyên đạm đài hoàng các ngươi Trung ly hàm là công chúa cao quý từ nhỏ đến lớn đều là nuông chiều từ bé chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã lúc này đứng lên duỗi ra một con ngón rõ mạnh mẽ chỉ về phía nàng nhóm hai người cái này vừa hô đầu tiên là hoàng phủ linh huyên cười lạnh bản công chúa như thế nào ngươi là cái thứ gì, dám đối bản công chúa hô to gọi nhỏ, ta hoàng phủ linh huyên là đế vương bào muội dựa theo bối phận mà tính vẫn còn so sánh ngươi dài một đời, giáo huấn ngươi vài câu làm sao rồi. Chẳng lẽ bản công chúa cái kia một câu nói sai rồi, Hoàng Phủ Linh Huyên là hoàng đế song bào thai muội muội địa vị tôn quý, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trừ bỏ mặt bắt cái này bị mặt bắt hoàng làm phượng hoàng nuôi khuynh hoàng công chúa, hai khối đại lục công chúa đều xem như thấp một đời không cách nào cùng nàng bằng được thân phận. Cho nên nàng lời này, nói đúng lại có mặt ở đây, lần này, mọi người ánh mắt liền đều bỏ vào đạm đài hoàng trên thân, chờ lấy nhìn nàng có thể nói ra một câu gì lời nói tới, hô tuy. Cờ mờ, mà đạm đài hoàng rất là bình tĩnh quét chung ly hàm một lời, nói một câu không dính dấp gì nhau, chúc mừng, người rốt cuộc tìm được cơ hội đứng lên, phốt, khục khục, bốn phía phun nước phun nước, ho khang ho khang loại thời điểm này tuyệt đối không có lời gì so câu nói này càng sát phong cảnh cũng tuyệt đối không có lời gì có thể so sánh câu nói này càng đánh chung ly hàm mặt ha 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 sở trường ca cái thứ nhất liền cười ra tiếng một đôi tinh mâu cong lên tràn ngập tán thưởng nhìn xem đạm đài hoàng nữ nhân này quả thật có ý tứ quen đánh bất ngờ quân kinh lan mị mắt mỉm cười có nhiều hứng thú nhìn xem chung ly hàm cả người quả thực liền phải sụp đổ mà liền tại lúc này nàng lại nên đón đè sập nàng thần kinh mục đích cuối cùng khi dính xong lá sen tiểu tinh tinh đồng hài rốt cục trở về hai con chân trước che mặt nện bước móng sau uể oải hướng bên này đi hôm nay tinh da mặt ném xong đi tới đi tới đụng vào một nhân loại chân ngẩng đầu xem xét là chung ly hàm chung ly hàm cũng biết nó là người trong lòng yêu sủng tự nhiên cũng không tốt đắc tội thế là nhường đường hướng ngự hoa viên bên trái dời đi Tiểu tinh tinh cũng chuẩn bị đi vòng, thế là cũng hướng ngự hoa viên bên trái dời đi, lần nữa đụng vào, chung ly hàm hướng phải, tiểu tinh tinh đồng thời hướng phải, như thế nhiều lần mấy lần, tinh gia rốt cục không vui vẻ ngẩng đầu. Đón lấy, phải móng sau vừa nhất, tê, một trận mùi khai bay vào đám người mũi thở, chung ly hàm không dám tin trừng lớn mắt, súc sinh này vậy mà hướng trên chân nàng vung đi tiểu, đi tiểu hoàn tất, tinh gia tiêu sái thu vó, ngẩng đầu ưỡng ngực, vòng qua nàng, vênh vang đắc ý hướng quân kinh lang phương hướng đi, nhìn ngươi còn dám cản tinh gia con đường, tinh gia đi tiểu tưới chết ngươi, đây là đạm đài hoàng lần thứ nhất, cảm thấy con hồ ly này sói nhìn còn có chút thuận mắt, đến giờ khắc này, chung ly hàm trận này tính toán, liên đới nàng cả người, đều biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười, một cái địa vị tôn quý thế đơn lực cô công chúa, cứ như vậy tại trước mặt mọi người, mặt người chế nhạo, không ai giúp chính mình nói chuyện liền một cái súc sinh cũng dám khi dễ nàng nàng đưa ngón tay chỉ nửa ngày nhìn xem bốn phía người hoặc khinh thường hoặc xem kịch vui hoặc cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt trước cuộc cảm giác một trận trời đất quay cuồng mắt trợn trắng lên thẳng tắp hôn mê bất tỉnh người tới đem đông tấn trưởng công chúa dẫn đi truyền ngự y chẩn trị các vị dùng bữa đi hoàng phủ hiên lạnh buốt thanh tuyến lãnh đạm vang lên nói thật cái này chung ly hàm đã để hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn bọn hạ nhân lúc này lĩnh mệnh tiến lên đem chung ly hàm nhất xuống dưới a à, trần đại nhân nghe nói ngài mừng đến quý tử không biết lúc nào mời ta chờ uống rượu một cái đại thần vẻ mặt tươi cười mở miệng hòa hoãn tình cảnh bên trên không khí một cái khác đại thần cũng làm nói ngay cái gì trần đại nhân dạng này tin tức cốt đều không nói cho chúng ta biết ngươi không khỏi quá không tử tế Ha ha ha. Đa tạ các vị đại nhân quan tâm, đến lúc đó nhất định đưa lên thiệp mời, nhất định. Trần đại nhân cười tủng tiễn đứng dậy, bốn phía chắp tay, lập tức liền từng trận chúc mừng thanh âm, đều không hổ là làm quan chơi chính trị, tùy tiện nói mấy câu, bầu không khí liền hòa hoãn lại. Hoàng Phủ Linh Huyên đến đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau dùng bữa. Đến lúc này, liền không liên quan đạm đài hoàng sự tình, nàng dẫn theo đũa cúi đầu dùng bữa, trước tiên đem bụng cho ăn no, lại trở về tiếp nhận vương huynh huấn thị, nhưng, cũng liền tại lúc này. Một đạo lười biến thanh tuyến mang theo ý cười vang lên, là một loại giọng thương lượng, công chúa, khi nào ngươi cũng vì bản thái tử sinh con trai ra tới. Cũng tốt mời các vị đại nhân uống rượu, lời này mới ra, vừa mới thân thiện bầu không khí, nháy mắt lại đóng băng, đám người thầm nghĩ, bắc minh thái tử quả thật mưu tính sâu xa, cái này cũng còn không thành hôn, liền nghĩ đến nhi tử đi lên, đạm đài hoàng mặt tối sầm, ầm. Một tiếng, mạnh mẽ một đổ nện vào trên mặt bàn, đang nghĩ ngợi có phải là đứng dậy cho hắn nghiêm băng ghế, chợt nhớ tới một chuyện, ngược lại cười, đứng dậy, một cái cởi xuống giày của mình, mấy cái sải bước đi đến quân kinh lang trước mặt, thái tử điện hạ, lúc trước ngươi không phải nói, chỉ cần bản công chúa đáp ứng cầu hôn của ngươi, ngươi nguyện ý mang theo bản công chúa giày vây quanh hoàng thành chạy 10 vòng sao? Bản công chúa hiện tại đã đáp ứng, thái tử điện hạ, sách giày chạy đi, hắn liền cho rằng nàng sẽ chỉ một mực nhượng bộ, vừa mới nói xong, nguyên bản liền đóng băng tình cảnh, càng là trong phút chốc triệt để yên tĩnh trở lại, liền hoa đào cánh rơi xuống đất thanh âm đều nghe thấy, sách giày chạy 10 vòng. Cái này giống như là vị này phong hoa tuyệt đại thái tử gia sẽ làm sự tình sao cái này khuynh hoàng công chúa cũng thực sẽ làm khó thế là mọi người lại không khỏi bắt đầu suy nghĩ hai người này đến cùng là sắp thành hôn vị hôn phu thê vẫn là cách mười đời cừu nhân hoàng phủ hiên đạm đài kích sở trường ca ba người này trong mắt đều hiện lên ra một tia cười trên nỗi đau của người khác không sai tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác đều dù bận vẫn ung dung nhìn xem quân kinh lang đây là chạy vẫn là không chạy đâu chạy mặt mũi này liền ném xong, không chạy, hôn sự liền thất bại. Mà vạn chúng chú một thái tử gia, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đạm đài hoàng, công chúa, bản thái tử nói sẽ mang theo giày của ngươi đi vây quanh hoàng thành chạy mười vòng không sai, nhưng bản thái tử cũng không có nói là mình tự mình sắc, lời này mới ra, cao hứng nhất chính là tiểu tinh tinh đồng hài, nó liền biết, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không bị người ta khi dễ, nhưng nó còn không có cao hứng xong liền nghe được vô lương chủ nhân thanh tuyến truyền đến tiểu tinh tinh cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngươi là gia tín nhiệm nhất để trọng nhất sói cũng không nên phụ lòng gia kỳ vọng cái gì tiểu tinh tinh đồng hài không dám tin ngửa đầu nhìn về phía hắn chính cái đuôi bị hàng phong thổi đến thật lạnh thật lạnh ngậm lấy nước mắt phát biểu ý kiến phản đối ngao ô chủ nhân ta không đi ừm hẹp dài mị mắt quét về phía nó Âm cuối kéo rất dài, lần này, liền đạm đài hoàng cũng bắt đầu đồng tình cái này sói. Cùng dạng này vô lương chủ tử, thật sự là không may, tiểu tinh tinh đồng hài sói miệng một xẹp, lại không định lúc này nhận thua, hai con chân trước đầu tiên là vuốt vuốt eo, lại đạp đạp móng sau, sau đó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, ngao ô. Ngao ô. Chủ nhân, ta lão niên phong thấp lại phạm. a à. Các lưng ở giữa bàn giống như cũng có chút đột xuất. Ờ, còn có ta lão lạnh vó a. Quân Kinh lang nhàn nhạt quét nó một chút, nhàn nhạt nói chỉ cần còn có thể động, liền cho gia đi đem sự tình làm tốt. Lời này mới ra, tinh gia lúc này bốn vó mở ra, bất động, trong miệng sói chỉ còn lại một tiếng, ngao ô. A, à, chủ nhân, ngượng ngùng ta đã già giữa năm gió, không thể động đậy, ngươi trước ngực hai mảnh lá cây, đẹp vô cùng hắn lành lạnh mở miệng, vừa mới nói xong, vừa mới lão niên trúng gió tinh gia, tranh thủ thời gian che lấy lồng ngực của mình, một cái cá chết xoay người ngồi dậy, duỗi ra hai con chân trước, chờ lấy đạm đài hoàng đem giày giao cho nó, một bên khóc một bên ca hát, ngao ô ô ô. Tiểu tinh tinh nha, trong đất hoàng nha, hai ba tuổi nha. Đạm đài hoàng nhìn xem nó kia thê thê thảm thảm dáng vẻ, thực sự có chút không đành lòng, mà lại nguyên bản mục tiêu của nàng chính là quân kinh lang mà không phải cái này đáng thương lại xui xẻo sói trận nhìn quân kinh lang một chút mặt đen lên xoay người chuẩn bị đem giày xuyên trở về đang muốn xuyên hắn bỗng nhiên mở miệng làm sao rồi công chúa không vui vẻ ngươi cứ nói đi vốn là nghĩ lật về một ván lại bị hắn bốn lạng chống ngàn cân bắt một chút ngôn ngữ bên trên lỗ thủng lại cho dẫn đi loại tình huống này người bình thường đều là không cách nào cao hứng đi. Chung quanh người thấy đạm đài hoàng biểu lộ không vui, cũng dần dần toát ra đương nhiên biểu lộ, quân kinh lan hành động như vậy, chẳng khác gì là lừa gạt người ta, lúc trước nói lời thề song sắc, hiện tại lại lợi dụng sơ hở, nàng cái này trái ngược hỏi, hắn khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, đưa tay, phía sau hắn tiểu miêu tử lúc này hiểu ý, đưa lên một khối khăn lụa, tiếp nhận khăn lụa, lại ra hiệu đạm đài hoàng đem giày buông xuống. đạm đài hoàng hồ nghi một lần nữa nhặt lên giày, đặt ở hắn trước mặt. thái tử gia chậm rãi đưa tay, cách khăn lụa đem cặp kia giày theo cầm lên, cười khẽ hỏi thăm, công chúa, bản thái tử nếu là mang theo cái này đôi giày vây quanh hoàng thành chạy mười vòng, ngươi liền cao hứng. đương nhiên, đạm đài hoàng lớn tiếng mở miệng, có thể để cho yêu nghiệp này mang theo giày đi ra ngoài vây quanh toàn bộ hoàng thành chạy mất hết mặt mũi nàng có thế không cao hứng sao. Chẳng qua trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, yêu nghiệt này nếu có thể chạy, kia mới kỳ quái, ai ngờ, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, vậy thì tốt, liền thái tử hôm nay liền vây thành vừa chạy vì hồng nhan. Công chúa cần phải đi xem, lần này, đừng nói là đạm đài hoàng, tất cả mọi người sửng sốt. Trực giác quân Kinh lang nói lời này không thể nào là thật, hắn không có khả năng thật đi chạy nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại không giống làm bộ nhất là sở trường ca cùng hoàng phủ hiên kinh hãi nhất nói thật nếu để cho bọn hắn đi làm như thế chuyện mất mặt bọn hắn còn thật có chút làm không được cái này thái tử nếu là chạy bản công chúa liền đi nhìn hắn thực sẽ chạy đừng nói giỡn tốt hắn giương tay áo hất lên sắc mặt mang cười làm ra mời dáng vẻ cái này đạm đài kích cũng đứng dậy muốn ngăn lại, cảm thấy cái này chơi đến có chút lớn, nếu là quân kinh lan thật chạy. Khi rốt cuộc tính là gì a? À? là thái tử thành tâm động lòng người, vẫn là bọn hắn mặt bắt khinh người quá đáng. Vương Huynh, đây là bản thái tử cùng Hoàng Nhi ở giữa sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Quân Kinh Lan mở miệng cười đánh gãy, nói đến một bước này, đạm đài kích tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Đạm đài hoàng liếc xéo hắn một chút, đơn mặt biết tất, mấy cái nhanh chân liền hướng đi về trước, người có ý tốt mang theo giày chạy, ta còn không có ý tứ nhìn hay sao, quân kinh lang cười cười, mang theo gót giày ở sau lưng nàng, những người còn lại nhìn chung quanh, kích động, phi thường muốn cùng đi lên xem náo nhiệt, xoa xoa tay hèn mọn nhìn xem Hoàng Phủ Hiên, chờ lấy đối phương lên tiếng đề nghị cùng nhau quan sát, ánh mắt ẩn ý đưa tình lại chờ đợi nóng bỏng, kỳ thật Hoàng Phủ Hiên cũng muốn đi xem nhưng cảm giác lại có chút không tốt ngược lại là sở trường ca quạt xếp phung lên cười nói bắc minh thái tử như thế thành tâm bản điện hạ nhất định phải đi đến một chút náo nhiệt các vị đại nhân không đi sao a à. sở hoàng tử cao kiến như thế có kỷ niệm ý nghĩa sự tình ta chờ tự nhiên cũng làm cùng nhau thưởng thức cũng khắc trong tâm khảm a à. đi thôi đi thôi ngươi đẩy ta cướp cứ như vậy cùng một chỗ đi theo xem náo nhiệt đi đông lăng hoàn thành phương viên mấy chục dặm, nếu là chạy lên 10 vòng, đoán chừng người đều phải tắt thở. Mà giờ khắc này, hoàn thành trên tường thành, đứng lấy sở trường ca cầm đầu các quốc gia sứ thần, còn có đạm đài hoàng, đạm đài kích, hoàng phủ hiên bọn người. Dưới tường thành, áo tím mực phát tuyệt mỹ nam tử đón gió mà bên trong, ngân quan buộc tóc, dáng vẻ phong lưu, dung mạo tuyệt mỹ, như ngọc dài chỉ mang theo một đôi giày theo, không chút nào không tổn hại hắn vô song phong hoa lui tới dân chúng liên tiếp nhìn quanh càng không ngừng có nữ nhân tiếng thốt kinh ngạc truyền đến trời ạ à, đó là ai a à? quá anh tuấn nha ông trời của ta dìu ta một chút lại là nữ tử kêu sợ hải thanh âm a à. ta biết kia là bắc minh hoàng thái tử ngươi nhìn hắn giữa lông mày một điểm chu sa là nhất định là lại có người kinh hô lần này đám người quả thực là sôi trào. Trong coi hoàn thành bọn thị vệ cũng nhanh lên đi, vây một vòng, ngăn cách đám người, lấy giữ gìn trật tự, tránh va chạm Bắc minh thái tử, đón lấy, lại có một nữ tử hiện lên tây thi nâng tâm trạng mở miệng, trời ạ, à, ta cả đời này vậy mà có thế trông thấy Bắc minh hoàng thái tử, chính là hiện nay chết cũng cam nguyện. Nói vừa xong, vậy mà mắt trợn trắng lên, trực tiếp choáng đạm đài hoàng im lặng tại trên hoàng thành đầu nhìn xem, cần thiết hay không? Chẳng lẽ những người này đều không nhìn thấy hắn trên tay cầm lấy ảnh hưởng hình tượng dày sao, là tập thể bệnh đục thủy tinh thể vẫn là sao thế, mà phía dưới kia gây nên oanh động người, đối quanh mình hết thảy hiển nhiên sớm thành thói quen, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đạm đài hoàng, công chúa, bản thái tử nhưng chạy, ngươi chạy a à? Ta liền liệu ngươi không dám chạy, nhưng, rất nhanh, để nàng mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh chỉ thấy thái tử gia câu môi cười yếu ớt lại là mê phải một đám nữ nhân thần hồn điên đảo về sau có chút tức bước lại thật chạy lập lòe liệt nhật chi huy tung xuống hoàn toàn bao lại người kia cao thân hình trời xanh mây trắng phía dưới hắn rộng lớn tay áo tại không trung dắt lên mang ra một trận lại một trận thanh giật hòa phong trên trời ngày không trung mây trên đất hoa thậm chí hết thảy cảnh trí đều tại nháy mắt ảm đạm mực phát triển ở không trung, một cây một cây bay lên, giống như là gió xuân thổi tan đầy trời tơ tình, nhẹ nhàng dắt người tâm, sau đó chậm rãi nắm chặt, siết ra một mảnh nảy mầm kiều diễm, mỗi một cái động tác, mỗi một tư thế, đều phun ra ngôn ngữ không cách nào miêu tả lực cùng đẹp, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, nhìn một chút, lại si, kia là dưới liệt nhật tung bay gió, kia là gió xuân bên trong phù động ánh sáng kia là quanh co khúc khuỷu phong quang bên trong mênh mông biển Hết thảy nhân gian cảnh trí, đã không cách nào hình dung nơi đây mỹ hảo. Rốt cục, quần chúng vây xem phản ứng lại, bắt đầu cao giọng thét lên, "A! À. Trời ạ, à, Bắc Minh hoàng thái tử! Bắc Minh hoàng thái tử!" Các nữ nhân thét lên giống như thủy triều dâng lên, trên đời này, lại có người chạy bộ đều có thể đẹp thành dạng này, gọi bọn nàng làm sao không kích động? Cái này một kích động, trong lòng sói tính bị kích phát, liền muốn xông tới giữ gìn trật tự quân coi giữ nhóm, sửng sốt suýt nửa mạnh mẽ cầm trong tay trường kích bóp gãy, mới rốt cục miễn cưỡng duy trì được trật tự. Các nữ nhân đầy mặt ẩn tình nhìn xem, nhìn một chút liền bắt đầu không ngừng thét lên, kêu kêu, vậy mà sinh sôi rơi xuống nước mắt, không vì cái khác, chỉ vì mình đời này may mắn, có thể trông thấy dạng này chiếm hết nhân gian sắc, đẹp hơn vạn dặm sơn hà tràn cảnh, có thể trông thấy dạng này một cái so thiên thần còn chói mắt hơn nam nhân mà quân kinh lang liền như thế ngậm lấy một tia cười nhạt, một phái khoan thai cất bước chạy trước, còn bên cạnh vây xem không ít người cũng chầm chậm đi theo hắn chạy, tại bọn thủ vệ vòng vây bên ngoài, đi theo chạy, đi theo nhìn, một vòng, một vòng, lại một vòng, từng bước từng bước chạy trước người, đều phản phất không biết mệt mỏi, phản phất đều làm lấy mình cả đời này cực kỳ có nhất ý nghĩa sự tình, trên tường thành người, cũng không ai nghĩ đến sẽ là cảnh tượng như vậy tất cả mọi người bao quát Hoàng Phủ Hiên ở bên trong, đều cho rằng chỉ cần quân Kinh lang mang theo đôi giày kia vừa xuất hiện, liền sẽ bị người nhạo bán, càng cứu luôn là chạy. Nhưng, cuối cùng vậy mà dẫn phát dạng này một trận trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có tập thể chạy cự ly dài. Đạm Đài Hoàng nhìn xem phía dưới tràn cảnh, cũng hơi sửng sốt. Nàng mặc dù không rõ quân Kinh lang cử động lần này đến cùng ý muốn như thế nào, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, hắn chạy bộ dáng vẻ, thật cực đẹp bao dung ở quanh co khúc khuỷu phong quang ngàn vạn xuân sắc cho nên dẫn phát dạng này oanh động kỳ thật cũng đúng là bình thường đợi cho chân trời ráng chiều che kín màn trời mười vòng rốt cục chạy xong quân kinh lang dừng bước nhìn về phía trên tường thành hắn cái tráng không có mồ hôi hô hấp cũng không thấy gấp rút chạy trăm dặm đường vậy mà liền cùng không có chạy trước một cái dạng như củ vô sông phong hoa như củ diễm kinh thiên hạ hắn ngậm lấy một tia mê người ý cười, nhìn về phía đạm đài hoàng, khuynh hoàng công chúa, ngươi nhưng hài lòng, hài lòng. Đạm đài hoàng tâm tình phức tạp đáp lời, hắn cứ như vậy mạnh mẽ chạy ròng rã mười vòng, nàng còn có thế có cái gì không hài lòng, kia, ngươi hôn sự của ta, cứ như vậy định rồi. Lười biến thanh tuyến, mang theo từng tia từng tia trêu tức, ờ. Vừa mới đi theo hắn chạy xong các nữ nhân, đều miệng lớn thở phì phò đứng, nghe xong lời này, cuối cùng đã rõ trong lòng nam thần cái này vừa chạy vì sao, cũng cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, chợt, các nàng điên cuồng mở miệng thét lên, định, định, khuynh hoàng công chúa, gã, gã, giờ khắc này, các nàng quên đi đố kỵ, quên đi diễm mộ, thậm chí quên đi hết thảy độc thuộc về nhân loại âm u mặt cảm xúc, đồng loạt cao giọng mở miệng, gã, gã, cứ như vậy kêu, lại có không ít nữ tử rơi xuống nước mắt nhìn xem trên tường thành cái kia nữ tử áo đỏ, trong lòng vậy mà không cảm thấy đố kỵ, chỉ cảm thấy cảm tạ cùng thỏa mãn, bởi vì nàng, các nàng hôm nay mới nhìn rõ đây hết thảy, trông thấy các nàng đem vĩnh sinh mang theo khắc tại tâm tràng cảnh, đạm đài hoàng còn không có đáp lời, quân kinh lang liền từng bước một, hướng thành bên trong đi, tấm lưng kia phong thái lỗi lạc, thắng qua chân trời đẹp nhất tráng mây. Trong tay hắn cầm đôi giày kia, chậm rãi leo lên thành lâu, một mực bước đến đạm đài hoàng trước mặt, mị mắt ngậm lấy một tia không đứng đắn ý vị nhìn xem nàng, công chúa, cần phải bản thái tử tự thân vì ngươi mặc vào, không cần. Đạm đài hoàng nhanh chóng đáp lời, cũng một tay lấy trên tay hắn giày cướp về, mình mặc vào, cũng tới gần mấy phần, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm tra hỏi, quân kinh lang, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, thật chạy mười vòng, vì nàng có thế cao hứng lừa gạt quỷ đâu, thái tử gia nhàn nhàn mở miệng, ngữ bên trong có cười, công chúa không cảm thấy từ hôm nay, hôn sự này ngươi rốt cuộc lại không xong, mà bản thái tử uy vọng cũng càng cao sao. Lời này, chỉ gọi đạm đài hoàng cùng quân kinh lang sau lưng tiểu miêu tử nghe thấy, tiểu miêu tử nghe xong, liền cao mày, lấy hắn đối gia hiểu rõ, hôm nay cử động lần này khẳng định không là vì cái gì uy vọng đương nhiên cũng không thể nào là đơn thuần vì để cho đạm đài hoàng cao hứng, mà đạm đài hoàng thì nhíu mày, vi vọng cao hơn. xác thực, một cái xuất sắc vương giả trên thân, như còn mang hiệp cốt nhu tình, danh khí đem không chỉ tăng lên một cái cấp bậc, liền giống với năm đó tây sở bá vương hạng vũ, bởi vì mới ra bá vương biệt cơ, để hậu nhân nói chuyện say xưa. đạm đài hoàng liếc xéo hắn một chút, mặt dày, xoay người rời đi, thầm nghĩ quả là thế trong lòng vô cùng may mắn mình không phải một cái dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc người cũng không phải một cái sẽ tự mình đa tình người nếu không nếu là đổi một người ở vào vị trí của nàng tám thành đều cảm thấy hạnh phúc muốn chết mất hóa ra người ta là vì danh vọng đi không có mấy bước sau người truyền đến hắn thanh âm lười biếng thanh tuyến nhổ phải còn rất cao kẹp rót chút nội lực đủ để cho trên cổng thành cùng dưới cổng thành tất cả mọi người nghe được công chúa Bản thái tử đã chạy 10 vòng, người ta hôn sự này, còn giữ lời A, à, đạm đài hoàng thái dương gân xanh nhảy một cái, yêu nghiệp này chẳng khác gì là trước mặt người trong thiên hạ hỏi, mình nếu là nói không đếm, sợ là muốn bị dưới cổng thành những cái kia kích động các nữ nhân cho xé. Thế là, nàng lạnh giọng mở miệng, giữ lời, ngữ lạc, nhanh chân mà đi, những đại thần khác nhóm nhìn một màn trò hay, cả ngày không có ăn cơm thật ngon vậy mà cũng không thấy phải đói đều đi được đi tán phải tán đợi tất cả mọi người mang phức tạp tâm tình lẫn nhau cáo biệt rời đi hoàn tất thái tử gia cũng khoan thai vênh váo mang theo cung nhân về tẩm cung tiểu miêu tử mười phần không hiểu gia ngày hôm nay cái này vừa chạy quả nhiên là vì hắn nhưng không tin lấy ra bản lĩnh nghĩ cất cao giọng nhìn còn cần thủ đoạn như vậy quân kinh lang có chút quay đầu nhìn hắn một cái nhàn nhàn nói tiểu miêu tử hôm nay cái này vừa chạy xong ngươi đoán, người trong thiên hạ đều phát hiện cái gì rồi, phát hiện ngài đối khuynh hoàng công chúa một lòng say mê, cũng biết các ngươi hôn ước. Tiểu miêu tử nhíu mày trả lời, hẳn là là như vậy không sai a, à? còn có một điểm. Từ hôm nay trở đi, đem lại không người nào dám tùy tiện cùng bản thái tử so với nàng thực tình, cũng lại không người nào dám tùy tiện đứng ra cùng bản thái tử đoạt nàng. Cái này một câu, bá khí bể nghệ, nhìn xuống thương khung tiểu miêu tử khẽ giật mình da ngài coi là thật thích không có lý do a à, không có manh mối à. a da đến cùng đánh tâm tư gì quân kinh lan nghe vậy chỉ là cười không có đáp lời ta là cầu nguyệt phiếu đường phân cách đạm đài hoàng vừa trở lại viện tử của mình đạm đài kích liền đi theo vào sau đó một điểm ngoài ý muốn đều không có nàng bị đạm đài kích trăng dậy thật lâu nội dung đều là nàng ẩu tả không có thông báo hắn liền đáp ứng quân kinh lang hôn sự vân vân. Trọn vẹn răng dậy hơn một canh giờ về sau, bên ngoài bỗng nhiên có hạ nhân tiến đến bẩm báo, đại hoàng tử, Bắc minh thái tử nội thị đến rồi, đạm đài kích nhíu mày, mời, chỉ chốc lát sau, tiểu miêu tử liền cười tiến đến. Hắn vừa tiến đến, đầu tiên là đối bọn hắn làm lễ, sau đó cười nhìn lấy đạm đài hoàng mở miệng, khuynh hoàng công chúa, chúng ta thái tử gia nói, đã hôn sự này ngươi thừa nhận, vậy liền chỉ chờ mạc bắc hoàng đồng ý, cho nên cái này cũng đã là mười phần chắc chính, cho nên thái tử gia để nô tài đưa tới cái này, để ngài trước tìm hiểu một chút làm thái tử phi nghĩa vụ, huy. C0M, dứt lời, đem một trang giấy đưa cho đạm đài hoàng, sau đó xoay người cáo từ. Đạm đài hoàng đờ đẫn nhiên mặt đem tờ giấy kia tiếp nhận mở ra, làm thái tử phi còn có nghĩa vụ, ngưng mắt quét qua, bá khí cuồng ngạo kiểu chữ, là kia yêu nghiệt phong cách, mà xem xét cấp trên nội dung, sắc mặt nháy mắt đen. Thân là Bắc minh thái tử phi, làm ôn nhu viễn chuyển, đối thái tử gia y thuận tuyệt đối. Thân là Bắc minh thái tử phi, làm mỗi ngày rửa ráy sạch sẽ, nằm ở giường, chờ lấy thái tử gia sủng hạnh. Thân là Bắc minh thái tử phi, làm nhiều đọc xuân cung đồ, kim bình mai chờ kinh điển thư tịch, hiểu rõ càng bao sâu hơn nhập tư thế, vì thái tử gia giải sầu tịch mịch. Còn chưa xem xong, Đạm Đài Hoàng liền bóc nát giấy, nghiến răng nghiến lợi giận mắng lên tiếng, tiện nhân này, Đạm Đài Hoàng mắng quá nghiêm túc, quá tức giận, thành công gây nên Đạm Đài kích cao độ coi trọng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiểu Miêu tử lắc lắc eo nhỏ nhắn có vẻ như tâm tình rất tốt trời đi bóng lưng, lại liếc mắt nhìn sắc mặt xanh xám Đạm Đài Hoàng, chợt mở miệng hỏi thăm, thư tính bên trên viết cái gì? Không có gì. Đạm Đài Hoàng cắn răng đáp lời, mạnh gạt ra mỉm cười nhìn xem đạm đài kích làm ra một bộ vô sự bộ dáng loại vật này vẫn là không muốn cho vương huynh nhìn tốt đầu tiên là ngượng ngùng tiếp theo là nội dung phía trên hoàn toàn để người không dám nhìn thẳng quá rơi tiết tháo nàng dạng này không có tiết tháo người đều nhìn không được nhìn nàng thần sắc kiên định xác thực không có ý định cho mình nhìn đạm đài kích mặc dù có chút không vui nhưng cũng chưa từng miễn cưỡng hắn ngưng chú đạm đài hoàng một hồi cặp mắt đào hoa dần dần hiện ra màu đậm, ưu nhã hoa lệ thanh tuyến vang lên, không nghĩ cho liền không cho, chỉ là ngươi nếu là lại ẩu tả, vương huynh sẽ phải động gia pháp, gia pháp. Đạm đài hoàng mộng một chút, cổ đại hoàng tộc còn có gia pháp, nàng cái này hỏi một chút, đạm đài kích mới nhớ tới nàng tự hồ là sẽ lấy trước hết thảy đều quên đi, nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới từ trong nhà ra tới thành nhã, âm thanh lạnh lùng nói. Liền để thành nhã nói cho ngươi đi, ngữ lạc chậm rãi quay người hướng ngoài cửa mà đi dáng vẻ mang theo bẩm sinh tôn quý cùng ưu nhã cô quật cc hắn đi về sau thành nhã mấy cái bước nhanh đến phía trước động tình gọi một tiếng công chúa sau đó liền bắt đầu lau nước mắt ngao gào thét khóc lớn đưa nàng những ngày này bị oan uổng bị hãm hại ủy khuất tất cả đều khóc lên đạm đài hoàng cũng biết nha đầu này tám thành là sợ đưa tay ôm lấy nàng cũng vỗ vỗ bờ vai của nàng một kiếp này là vượt qua về sau muốn hấp thụ giáo huấn không có làm rõ ràng đồ vật ngươi cũng dám tùy tiện loạn đưa nếu không phải hoàng phủ hiên tâm tình tốt cho dù chuyện này là người bên ngoài hãm hại ngươi cái này tự tay sẽ có độc đồ ăn đưa đến phượng tường cung người cũng khó thoát khỏi cái chết tại cái này triều đại mưu hại hoàng tộc mặc kệ vô tình hay là cố ý đều là chém đầu cả nhà cũng không lưu hành người không biết không tội cho nên thành nhã có thế bị thả lại đến hoàn toàn là ngoài vòng pháp luật thi nhân thành nhã nghe xong cuốn tại trên vai của nàng liều mạng gật đầu công chúa thành nhã biết bọn này người trung nguyên thực sự là quá hèn hạ thành nhã về sau nhất định thật tốt đề phòng bọn hắn tại các nàng mạc bắc xưa nay chính là thích liền thích không thích chính là không thích xử lý sự tình thật đơn giản nơi nào giống trung nguyên nhiều người như vậy âm mưu dương mưu trừ cái kia đạm đài hoàng nhìn xem nàng một bộ mười phần nghiêm túc muốn phòng trộn bộ dáng lập tức có chút dở khóc dở cười vỗ vỗ bờ vai của nàng khuyên bảo tốt về sau cẩn thận chút chính là vết thương trên người đều xử lý sao xử lý là đông lăng hoàng phái ngự y đến cho nô tỳ xử lý thành nhã vuốt một cái nước mắt gật đầu tâm tình cuối cùng là tốt một điểm đạm đài hoàng ừ một tiếng xem như yên tâm nhớ tới mới đạm đài kích câu nói kia rất là xem thường hướng trong phòng đi, vừa đi vừa hỏi, thành nhã, vương huynh vừa mới nói gia pháp là cái gì? như trong tivi kịch bên trong đến xem, đám công chúa bọn họ phạm sai lầm không đều là chép chép kinh sách cái gì sao? xem chừng cũng không có gì lớn không được. đáng tiếc, không đi hai bước, thành nhã mang theo hoảng sợ mở miệng, công chúa, ngài liền gia pháp đều quên rồi. năm ngoái vương thượng động gia pháp, nhưng suýt nữa không có đi ngài một cái mạng a, a nghiêm trọng như vậy nói lên cái này nô tỳ vẫn còn nhớ tới một kiện khác chuyện quan trọng công chúa ngài cái này đều rất nhiều thời gian không có luyện công vương thượng có thể nói năm nay đống lửa sẽ lên ngài nếu là lại thua cho na kỳ nhã công chúa thảo nguyên chi hoa ngài cũng đừng nghĩ thành nhã đánh bạo mở miệng thường ngày mỗi lần nói lên cái này công chúa đều sẽ phát rất lớn lửa đạm đài hoàng nghe thôi gật đầu võ công là muốn luyện Gần đây luôn luôn bị cái kia yêu nghiệt áp bách, rất không phải cái biện pháp, nhưng là cái này cái gọi là thảo nguyên chi hoa nàng thật là không hứng thú, là lấy không quan trọng phất tay, thảo nguyên chi hoa, một cái tên tuổi mà thôi, người nào thích làm ai làm đi, công chúa. Nếu để cho na kỳ nhã công chúa làm thảo nguyên chi hoa, dựa theo dĩ vãn phép tắc, nàng liền sẽ trở thành mạc bắc tương lai vương hậu, nàng một mực liền nhìn ngài không vừa mắt, nếu là nàng làm vương hậu ngài tại mạc bắc nhưng liền không có địa vị nói đến đây thành nhã biểu lộ phi thường kích động tựa như đối cái kia na kỳ nhã rất là căm thù đến tận xương tủy đạm đài hoàng tự nhiên nghe ra nàng trong lời nói căm hận kỳ quái nhìn về phía nàng cái kia na kỳ nhã cùng ta quan hệ rất không hợp đâu chỉ là không hợp nữ nhân kia thường xuyên khi dễ ngài còn mỗi lần đều chọn vương thượng vương hậu còn có những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh muốn tới thời điểm ngài luôn luôn vừa muốn đánh trả liền bị những cái kia người không biết chuyện trông thấy sau đó nàng liền bắt đầu ngao gào thét khóc lớn một bộ rất ủy khuất bộ dáng nói ngài khi dễ nàng cuối cùng chính là ngài không may buồn nôn nhất chính là mỗi lần vương thượng phải phạt ngài nàng còn làm bộ làm tịch đi lên cầu tình để tất cả mọi người khen ngợi nàng đẹp người đẹp nết còn không mang thù nếu không phải nàng ngài thanh danh làm sao lại kém như vậy nàng chính là chúng ta trên thảo nguyên hèn hạ nhất nữ nhân. Thành Nhã nói mặt đều xanh, phải. Sau khi nghe xong, đạm đài hoàng phải có kết luận, đây là một cái các loại hiếm thấy đều có niên đại. Ngày hôm nay thu thập chung ly hàm cái kia trà xanh biểu, mà ở xa bọn hắn mặt bắt còn có một đóa bạch liên hoa. Vương huynh tám thành là muốn kế vị người, chính nàng bị không bị người khi dễ không quan trọng, dù sao nàng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy mà lại mạc bắt nếu là thực sự không dễ chịu, nàng còn có thể khiên bao phục đi bốn phương, nhưng là vì vương huynh gia đình hạnh phúc, nàng vẫn là hỗ trợ đem kia đóa bạch liên hoa cự tuyệt ở ngoài cửa đi, nghĩ đến lại rất là buồn rầu, luyện công là muốn luyện công, nhưng là cầm cái gì luyện, kiếp trước nhà bọn hắn những cái kia võ lâm bí tịch, nàng xuyên qua thời điểm, lão thiên gia nhưng một cái đều không có để nàng mang đến, thành nhã nghe xong, tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tại đạm đài hoàng một trương trong quần áo lật thật lâu rốt cục tìm ra một bản áp đáy hồng ố vàng sắc công chúa ngươi còn nhớ rõ sao đây là không lo lão nhân cho ngài bí kíp võ công hắn nói trong thiên hạ chỉ có ngài có thể luyện thành phượng ngự cửu thiên thế nhưng là ngài lúc trước lệch nói không nghe lão già kia muốn học tiên pháp cho nên quyển sách này liền bị ngài đặt ở đáy hòm kỳ thật thành nhã còn có một câu không nói nếu không phải nàng ngăn đón công chúa đã sớm đem bản này bí kíp võ công cho đốt, phượng ngự cửu thiên. Đạm đài hoàng nghe xong, cho sửng sốt, phượng ngự cửu thiên là các nàng phượng gia truyền gia chi bảo, một mực khóa tại gia gia trong tủ bảo hiểm, nói muốn chờ nàng trở thành đời sau gia chủ khả năng giao cho nàng, hiện nay lại như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, đây hết thảy đến cùng là trùng hợp vẫn là mệnh trung chú định, thế là, đạm đài hoàng không khỏi bắt đầu ác thú vị nghĩ chẳng lẽ mình chính là phượng gia tổ sư gia, lấy tới. Đối thành nhã phương tay, thành nhã nhanh lên đem bí tịch giao đến trong tay nàng, tấm kia hồn nhiên trên mặt lộ ra mười phần thần sắc kích động, công chúa rốt cục nguyện ý hảo hảo luyện công, thật sự là không dễ dàng a. À. đạm đài hoàng lật ra xem xét, lọc vào trong tầm mắt chính là vài cái chữ to, phượng khuynh sóng to, ngự long kinh thiên. Hoàng định thiên hạ, quân lâm tứ hải, nhìn một chút, nét mặt của nàng bỗng nhiên có chút cổ quái công chúa ngài làm sao rồi thành nhã nhìn xem nàng kỳ quái biểu lộ nhìn không được hỏi một câu không chút đạm đài hoàng nhanh chóng lắc đầu chợt hỏi thăm phượng ngự cửu thiên xem như tối cao tâm pháp sao nàng cũng không muốn tân tân khổ khổ luyện thành đi ra ngoài thường xuyên bị đánh bởi vì người ta luyện võ công đều so với nàng trâu bò phải thành nhã nhanh chóng gật đầu nô tỳ khi đó nghe được rõ ràng không lo lão nhân nói phượng ngự cửu thiên ngự long về kỳ lân quyết đây đều là thượng cổ thần công trăm ngàn năm qua có thể luyện thành người lác đác không có mấy ngài nếu là luyện thành phượng ngự cửu thiên vung vung tay áo khi na kỳ nhã công chúa tám thành liền phải bị một trận gió thổi đi nói chỗ này hành nhã miệng đều liệt đến sau tai cây không lo lão nhân đến cùng công chúa nói bản này bí kíp võ công thời điểm nàng nhưng nghe được rất cẩn thận không lo lão nhân là vương thượng sư phụ là nhất định sẽ không lừa gạt công chúa từng ta biết ngươi đi ra ngoài trước đi đạm đài hoàng lại sau này đầu lật vài tờ càng lộn càng là tân triều bành trướng thậm chí huyết dịch cả người đều sôi trào lên không biết vì cái gì nhìn xem đằng sau những cái kia chu thiên vận chuyển tâm pháp nàng có một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc cùng lòng cảm mến giống như cái này võ công trời sinh nên thuộc về nàng nhưng, rất nhanh nàng lại lâm vào buồn rầu, luyện võ công đều hẳn là từ nhỏ bắt đầu luyện, hiện tại nàng còn kịp sao? Vâng. Công chúa, thành nhã lui ra, đúng, không lo lão nhân còn nói, ban đêm là luyện công tốt nhất canh giờ, đặc biệt là chiếu ở dưới ánh trăng, có thể hấp thụ thiên địa tinh hoa. Thành nhã một bên ra bên ngoài đầu đi, đi tới cửa còn không quên bổ sung một câu, ừm. Điểm này đạm đài hoàng vẫn là biết đến đợi thành nhã sau khi ra ngoài, đạm đài hoàng cắn răng đưa tay, mạnh mẽ đem quyển sách này tờ thứ nhất xé xuống, tờ thứ nhất chỉ có kia 16 chữ, phượng khuynh sóng to, ngự long kinh thiên. Hoàng định thiên hạ, quân lâm tứ hải, nàng vừa rồi thần sắc cổ quái nguyên nhân, là nàng phát hiện một cái kinh thiên trùng hợp. Đó chính là cái này 16 chữ bên trong vừa vặn có cái kia yêu nghiệt danh tự, quân Kinh Lan. Quân Lâm Tứ Hải, Ngự Long Kinh Trời, Phượng Khuynh cùng Lan. Đương nhiên, nàng càng thêm buồn bực là, mặc kệ nàng là Phượng Khuynh Hoàng vẫn là Khuynh Hoàng công chúa, kia khổ cực danh tự cũng tại cái này 16 chữ bên trong. Phượng Khuynh sống to, hoàng định thiên hạ. Đối với loại này trùng hợp, nàng biểu thị căm thù đến tận xương tủy. Không biết là cái nào ngớ ngẩn viết quyển bí kíp này, viết liền viết, còn phải lại đằng trước tăng thêm cái này 16 chữ nói nhảm, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì tình hình dưới nàng đều cự tuyệt tên của mình cùng tiện nhân kia danh tự xuất hiện tại cùng một nơi cho dù là chữ bị đánh tan một lần nữa sắp xếp tổ hợp đều không được để nàng nhìn xuân cung đồ cùng kim bình mai nghiên cứu xâm nhập tư thế hắn làm sao không đi chết đi coi như xong đem tấm kia vô tội giấy xé nát cũng mạnh mẽ đạp mấy phát nàng mới rốt cục cảm thấy có chút hả giận mấy cái sải bước đi đến trên giường của mình ngồi xếp bằng dựa theo nội dung bên trong bắt đầu nghịch chuyển chân khí, dùng khí ở đan điền, vây quanh quanh thân mấy cái nghịch chuyển. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vung đến trên giường, chiếu vào trên người nàng, ngưng nó quang hoa, tại tinh không xa xôi, bỗng nhiên có một ngôi sao tự sáng lên một cái, chợt, trán của nàng cũng có chút sáng lên một cái, rõ ràng thể hiện ra một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ đằng, mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, đây đều là từ từ nhắm hai mắt luyện công đạm đài hoàng nhìn không thấy. Nàng hiện nay chỉ cảm thấy kinh hỉ, nguyên bản còn lo lắng thân thể này đã đến 16 tuổi, chỉ sợ luyện không tốt võ công, chợt cảm giác được một cổ cuồng cuộn nhiệt lực từ mi tâm giấy lên, sau đó từng chút từng chút hướng chảy kỳ kinh bát mạch, đóng lấy, một cổ phi thường cảm giác thư thích, trong nháy mắt đầy tràn toàn thân, nàng cả người nhẹ nhàng, phản phất thân ở trong sương mù, tung bay ở trong mây, tùy theo, Nàng cơ hồ là có chút hoảng sợ phát hiện, nàng hai mạch nhâm đốc, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, thông, nàng là cổ võ thế gia đệ nhất truyền nhân, tự nhiên biết đánh thông hai mạch nhâm đốc, không giống những cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp nói đến đơn giản như vậy, trừ thiên phú dị bẩm, mình từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện cái này biện pháp, chính là muốn khiến người khác tiêu tốn một giáp công lực vì nàng mở ra, một giáp công lực, cũng chính là ròng rã 60 năm tu luyện xem ra cái này phượng ngự cửu thiên, thật là bất thế kỳ công. Nàng cũng chậm chậm ổn định lại tâm thần, từng chút từng chút đắm mình vào trong, ở ngoài ngàn dặm, một con con lừa ngồi một cái bên hông buộc lấy hồ lô rượu lão giả, hắn có chút ngửa đầu, lại trong nháy mắt trông thấy trên trời kia một điểm sao trời, khi sáng lên, chỉ ở một cái chớp mắt, lại so ánh trăng đều muốn minh. Hắn tranh thủ thời gian vương tay, thật nhanh bấm ngón tay tính toán một cái, lập tức, chậm rãi cười, sờ sờ râu mép của mình, thiên mệnh chi nữ, rốt cục thức tỉnh, giơ tay vỗ một cái dưới thân con lừa, đi thôi. Chúng ta đến mặt bắt đi lấy uống rượu mừng. Người này, chính là nổi tiếng thiên hạ không lo lão nhân, con lừa phung khí, người uống rượu quan ta lông sự tình, ta là cầu nguyệt phiếu con lừa nhỏ, đông lăng hoàng cung, bắc minh hoàng thái tử tẩm điện bên trong, thái tử gia chính bám lấy tinh xảo cầm. Không có thử một cái phê duyệt tấu chương, trên mặt cũng đầy đều là hững hờ thần thái, tựa như những cái này cái gọi là quốc gia chuyện quan trọng, đến trên tay của hắn, cũng chính là như thế hạt vừng một điểm việc nhỏ. Xử lý đến một nửa, vậy đi cho Đạm Đài Hoàng đưa xong cái gọi là thái tử phi nghĩa vụ thư tiểu miêu tử rốt cục trở về, mới vừa vào cửa, liền nghe được thái tử ra một bên phê duyệt tấu chương, một bên lạnh lùng mở miệng, mấy cái này giá áo túi cơm Ngần ấy việc nhỏ cũng phải xin chỉ thị gia, gia thật muốn hái được bọn hắn ngũ ô sa. Ông nội của ta, ngài cùng bọn hắn tự nhiên khác biệt, kia chuyện thiên đại đến tay của ngài bên trên, cũng chính là một chuyện nhỏ, nhưng đám đại thần không có dạng này năng lực a. À. Tiểu Miêu Tử mở miệng cười, đi lên cho hắn châm bên trên một ly trà. Quân Kinh lan nghe vậy, nhưng lại chưa tỉnh được tự hào hoặc thỏa mãn, ngược lại mày kiếm nhăn lại dung nhan tuyệt mỹ bên trên lần thứ nhất lộ ra vẻ ưu sầu, thản nhiên nói, hướng không hiền tài, quốc chi bất hạnh, huy, om, nói xong, khẽ thở một hơi, như ngọc dài chỉ duỗi ra, vuốt vuốt mi tâm. Dù văn quan lại ngựa thanh, võ có viêm chiêu, nhưng lại còn kém một người như vậy, một bên ngay tại ăn vụn tiểu tinh tinh đồng hài, cũng tranh thủ thời gian quay đầu, ngao ô. Một tiếng, biểu đạt mình đồng ý, chủ nhân, bọn hắn đều là giá áo túi cơm, một chút tác dụng đều không có, ngươi không bằng đem hàng năm phát cho bổng lộc của bọn hắn cho tinh gia mua đồ ăn vặt, tinh gia cái chủ ý này rất không tệ a. À. Thái tử gia quay đầu, nhìn xem nó ngoài miệng còn không có lau sạch sẽ ăn vụn vết tích, nhàn nhàn nói ngươi cũng là giá áo túi cơm, ngao ô. Tiểu tinh tinh đồng hài không phục lắm, nhanh chóng lẻn đến quân kinh lang trước mặt, trừng lớn mắt, nhìn hắn chầm chầm, lại mạnh mẽ ngao ô một tiếng, chủ nhân, ngươi nói hô nói vượng cái gì, tinh gia mặc dù là gói cơm, nhưng chưa từng uống rượu, đêm qua, da trên bàn kia hộp rượu tâm hoa quế xốc giòn. Quân Kinh lang cúi đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương, cũng miễn cưỡng nói, tinh gia nấc. Một tiếng, rất là không khéo đánh một cái nấc, một trận mùi rượu nhào tán đến trong không khí, tranh thủ thời gian duỗi ra hai con chân trước che miệng lại hướng một bên chạy tối hôm qua ăn vụn rượu tâm hoa quế sốt giòn thế mà còn không có tiêu hóa. Tiểu miêu tử pha tốt trà, nhẹ chân nhẹ tay đặt ở quân kinh lang bàn bên trên, liền cung kính lui về sau một bước, cúi đầu đứng. Thái tử gia một bên nhìn xem tấu chương, một bên nhàn nhàn hỏi thăm, cho đạm đài hoàng đồ vật, đưa đến rồi. Lời này mới ra, hẹp dài mị trong mắt ẩn có ý cười, tiểu miêu tử tranh thủ thời gian gật đầu, da, đã đưa đến, từng thái tử gia tay dừng lại, một điểm màu đỏ mực nước đối tấu chương chạy đi, hắn ngòi bút nhất chuyển, có chút nhất câu, giọt kia mực nước lại trở lại ngự bút phía trên, chợt, miễn cưỡng mở miệng, nữ nhân kia xem hết, phản ứng gì, lần này, kia một tuyến môi đỏ cũng không chịu được câu lên, tiểu miêu tử khóe miệng giật một cái, đang muốn mở miệng, hồi gia, mặt bắt tam công chúa, chờ một chút. Hắn có chút đưa tay, Trọng lớn tay áo dắt ra điểm điểm thanh giật gió, chợt, cười nhẹ nói, đừng nói trước, để gia đoán xem, tiểu miêu tử cung kính cúi đầu, mau ngậm miệng, sắc mặt đen rồi. Dùng chính là hỏi thăm ngữ khí, nhưng thần sắc lại là khẳng định, tiểu miêu tử gật đầu, đúng vậy, phi thường đen, đen như mực nước, cái này mặt bắt tam công chúa cũng xác thực kỳ quái, theo lý thuyết bình thường nữ tử trông thấy như vậy, đều nên nháy mắt đỏ mặt a duy chỉ có nàng là cái hiếm lạ, nháy mắt mặt đen. Thái tử gia nghe vậy, lại là hỏi một chút, tờ giấy kia cũng bóc nát, phải? Mặt bắt đại hoàng tử muốn nhìn, nàng cũng không cho. Tiểu miêu tử một bên đáp lời một bên nghĩ, ta thái tử gia, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán, ngự bút tại tấu chương bên trên vạch một cái, phê chỉ thị hoàn tất, trong mắt nhiễm cười, còn mắng chửi người đi, cái này ngài cũng biết rồi mới ra rõ ràng liền không có đi a à, làm sao giống như là thấy tận mắt lấy như vậy như ngọc dài chỉ duỗi ra bưng lên một bên chén trà nhàn nhàn nói mắng cái gì vương bác đảng hỗn đảng gia nô tài không dám nói biến thành người khác như vậy mắng gia chỉ sợ sớm đã bị thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh chén trà cái nắp nhẹ nhàng tại bạch ngọc bị xuôi theo bên trên trượt nhẹ đưa đến bên môi tha thứ ngươi vô tội ngữ lạc, khoan thai uống trà, mắng. Mắng. Tiện nhân này. Tiểu miêu tự nói xong, trên người mồ hôi lạnh đều chảy ra, hắn vừa mới nói xong, quân kinh lang động tác cứng đờ, đến mức biểu lộ cũng dừng lại, nếu không phải tỉnh táo tự cao, chỉ sợ trong miệng kia một miệng nước trà liền phun ra ngoài, trong đầu chợt nhớ tới ba ngày tại ngự hoa viên. Hoàng Phủ Linh huyên mắng chung ly hàm tiện nhân thời điểm, nàng tựa như là nhìn mình một chút, như vậy dạng này mắng cũng là không kỳ quái thái tử gia liễm hạ kinh ngạc đặt chén trà xuống lắc đầu cười nhẹ cái này không biết tốt xấu nữ nhân gia hảo ý đưa trang giấy đi đánh gãy đạm đài kích giáo huấn để nàng thật sớm chút nghỉ ngơi nàng ngược lại tốt ngài thâm ý nếu không nói rõ người bình thường như thế nào sẽ hiểu mà lại ngài tại trên tờ giấy kia viết cái gì không tốt hết lần này tới lần khác viết những cái này đồ vật Người ta mặc bắt tam công chúa dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, có thể không tức giận sao. Lần này, một bên kia ở hơi hoàng tất tiểu tinh tinh đồng hài, nhanh chóng luồn lên, đến quân kinh lang trước mặt, mở ra sói miệng bắt đầu phát biểu ý kiến, cũng mạnh mẽ vỗ mình dán hai mảnh lá sen bộ ngực nhỏ, ngao ô ngao, ngao 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 ô, ngao ô ngao. Chủ nhân, như thế nữ nhân ngu xuẩn không xứng với ngươi, nàng liền ngươi một mảnh hảo tâm đều không để ý giải trên thế giới này bất luận ngươi làm cái gì, đều có thể chính xác lý giải ngươi ý tứ, chỉ có tinh gia, cũng chính là ta. Thái tử gia đứng dậy, có chút vất tay áo, khổ cực tinh gia nháy mắt bị gió thổi đi, treo đến cổng trên một thân cây, gia nghe không hiểu, học biết nói tiếng người lại đến cùng gia câu thông. Thái tử gia khó chịu mở miệng, hiển nhiên là bị nó một tiếng một tiếng ngao ngao ô làm cho đau đầu, tinh gia gạt lệ, bắt đầu mọc ra miệng nhìn lên bầu trời y y nha nha, nói tiếng người mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, tinh gia học cho ngươi xem. Nhưng khổ cực chính là, mặc kệ nó như thế nào phát ra âm thanh, không phải ngao chính là ô, chỉ là âm điệu cao thấp hơi có sự khác biệt. Thế là, trong mắt nước mắt nháy mắt bắt đầu lao nhanh, lão tử là học không biết nói tiếng người, chỉ có thể chạy tới cầu nguyệt phiếu tinh gia, trăng lên giữa trời. Đạm đài hoàng trên người chân khí cũng đã chuyển động một chu thiên, mở mắt ra, lập tức liền cảm giác rất là dễ chịu, trên thân xỏa tung lỏng, có một cổ lực lượng phun trào, mà trán của nàng cũng dần dần cho thấy một cái hỏa phượng ấn ký, vẫn là rất nhạt màu sắc, chỉ là một hồi, lại biến mất không thấy gì nữa, cái gọi là phượng ngự cửu thiên, chính là có cửu trọng cảnh giới chờ lấy nàng đi đột phá, nàng đem lòng bàn tay hướng xuống ép, đem thực tình thư giãn xuống tới, đưa cho toàn thân tùy theo cầm lấy chân bên cạnh phượng ngự cửu thiên bí tịch lật một cái, mừng rỡ phát hiện chỉ là mấy canh giờ, nàng cũng đã quá đệ nhất trọng, lại sau này nhìn, là một trọng sau một trọng khó, đệ nhất trọng vẻn vẹn vẻ nhập môn, về sau liền cần không ngừng tu tập, lắng động nội lực, khả năng lại có đột phá, đạm đài hoàng là người nóng tính, làm bất cứ chuyện gì cũng đều là không làm thì đã. Làm liền nhất định phải làm được tốt nhất nhanh nhất, cho nên nàng một tay lấy bí kíp thu nhập ngực, nhắm mắt lại bắt đầu cái thứ hai chu thiên vận chuyển lần này nhưng không có lần trước may mắn như vậy cổ này khí tại trên người nàng vận chuyển thật lâu vòng đi vòng lại đều không có tìm được đột phá khẩu nàng nhẫn nại tính tình từng chút từng chút dẫn đạo mà kia cổ khí cũng theo nàng tại trong sương mù dày đặt tìm lối ra nàng từ từ nhắm hai mắt cả người tựa như ở vào một loại nào đó hư ảo thế giới bên trong ngay sau đó nàng nhìn thấy một chỗ lối ra thật là khí tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng, không hề đứt đoạn bành trướng, sửng sốt không hướng bên kia đi, nàng trong lúc nhất thời có chút nóng nảy lên, nếu là dựa theo dạng này chuyển động tốc độ, còn muốn trên việc tu luyện thật lâu, khả năng đột phá cái này miệng, trong lòng quýnh lên, dùng sức nhất lên, đối cái kia lối ra phóng đi, nhưng, chỉ là một cái chớp mắt, tiêu ra máu mạch chảy ngược, trên người mạch máu gần như muốn bạo tạc. Trên người khí lưu bắt đầu tán loạn, đã hoàn toàn không bị khống chế, vô luận nàng cố gắng như thế nào đi dẫn đạo, đều là chuyện vô bổ. Bi phẫn ở giữa nàng suýt nữa chửi ầm lên, thật mẹ nó không may. Nàng đây là tiêu chuẩn nóng lòng cầu thành, sau đó đụng vào trong truyền thuyết tẩu hỏa nhập ma, toàn thân trên dưới phản phất có một mồi lửa tại đốt, muốn đem kinh mạch của nàng, thân thể đều từng chút từng chút đốt thành cho bụi, đau đến muốn chết, mà liền tại lúc này, chợt có một điểm lạnh buốt, điểm lên mi tâm của nàng, chợt, chính là loại băng hàng chân khí, chậm rãi từ mi tâm tràn vào, đưa nàng trong cơ thể hết thảy sao động, hết thảy không yên khí lưu toàn bộ ngăn chặn, cũng tại cuối cùng, mang theo luồng khí kia ở trên người nàng vận chuyển vài vòng, rốt cục thành công đem khắc chế, cũng thành công dẫn đạo, sau đó từng chút từng chút phân giải, tản ra, cuối cùng, giống như là từng khối từng khối băng, bị ném đến trên đống lửa thành công đem đạm đài hoàng trên người kia cổ ngược dòng ngăn chặn. Chợt, người kia đem đè lại nàng mi tâm đầu ngón tay thu về. Đạm đài hoàng nghĩ mở mắt, nhưng làm sao kinh mạch vừa mới chữa trị, hoàn toàn nâng không nổi khí lực. Chỉ đông. Một tiếng, đổ đến trên giường, bên tai truyền đến người trầm thấp thở dài, lại muốn rửa tay, thanh tuyến lười nhát, mang theo một chút xíu kết bỏ, một chút xíu bất đắc dĩ, còn có một chút xíu. Lo lắng người kia rất nhanh liền đi, trong phòng chỉ để lại một điểm quân tử lan nhàn nhạt hương khí. Đạm đài hoàng lệch qua ngủ trên giường một đêm, chăn mình không có đóng, bởi vì lấy người kia chân khí quá mức cường đại, dẫn đạo về sau, quá mức dễ chịu, cho nên thật lâu không muốn tỉnh, thật lâu không muốn tỉnh, lại thật lâu không đắp chăn, còn đem hạ nhân đều anh ra ngoài trốn tránh một người luyện công kết quả, chính là thành công mắc cảm mạo. Sáng sớm, đạm đài hoàng tẩm cung bên trong, hắc xì. Một tiếng một tiếng hắc xì, từ bên trong truyền đến, đạm đài hoàng khổ cực ngồi ở trên giường, bọc lấy chăn mền sát nước mũi. Thuận tiện nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, tối hôm qua luyện công luyện được tẩu hỏa nhập ma, về sau, về sau, cảm giác có người bên ngoài khí tức rót vào trong cơ thể, mới cho ngăn chặn, chẳng lẽ tối hôm qua có người giúp nàng? Tối hôm qua nhất định có người giúp nàng. Là ai đâu? nếu để cho nàng biết là ai nàng nhất định phải đem đối phương chửi mắng một trận bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đến tây thời điểm ra đi liền không thể cho người ta đóng cái chăn mình sao lưu điểm nước mũi ho khan hai tiếng là chuyện nhỏ lại cứ nàng kiếp trước liền có cái một cảm mạo liền toàn thân rét run mau bệnh không nghĩ tới sau khi xuyên việc đổi cái thân thể vẫn là như thế quả thực khó chịu thấu mà giờ khắc này đạm đài kích đang ngồi ở bên giường của nàng ngữ khí mười phần không vui, bao lớn người, ban đêm đi ngủ cũng sẽ cảm mạo, ác xì. Ác xì. Đạm đài hoàng lại lớn lên miệng đánh hai nhảy mũi, suýt nữa không có đem nước miếng nước mũi bắn tới đạm đài kích trên mặt, thành nhã tranh thủ thời gian đưa lên thăng tay cho nàng sát nước mũi, nàng chặn lấy mũi mười phần buồn bực nói, vương huynh, ta thế nhưng là bệnh nhân, ngươi không an ủi ta thì thôi, còn giáo huấn ta, kia là ngươi thiếu giáo huấn đạm đài kích mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng trên mặt đều là lo lắng ngay tại lúc này hoàng phủ hiên mang theo đông lăng các ngự y đến một cái nho nhỏ cảm mạo vậy mà điều động nhiều người đến toàn bộ ngự y viện ngự y đều bị mang đi qua trên đường đi tự nhiên gây nên không nhỏ bạo động thế là không ít người hiểu chuyện lại bắt đầu suy đoán hoàng phủ hiên tâm tư đại hoàng tử đông lăng hoàng cùng các ngự y đã đến cổng hạ nhân tiến đến bẩm báo đạm đài kích lúc này đứng dậy, ra ngoài đón lấy, cảm thấy lại có chút kỳ quái, cái này Hoàng Phủ Hiên phái ngự y đến là xong, vì sao còn muốn thân từ trước đến nay, mà lại hắn hiện nay không nên là tại vào triều sao, hắn mới đi ra ngoài, đạm đài hoàng liền nghe được cổng cung nhân khe khẽ bàn luận, ngươi biết không? Bên ta mới đi ngự thiện phòng cho công chúa cầm đồ ăn sáng thời điểm, nghe thấy dưỡng tâm điện bên kia cung nữ nói Đông Lăng Hoàng ngày hôm nay trước kia, nghe nói chúng ta công chúa bệnh, liền tảo triều đều miễn, trực tiếp tuyên triệu ngự y, cũng mang theo một đám ngự y liền đến. Một cái cung nữ nhỏ giọng mở miệng, lại là một cái cung nữ nói thật sao? Ai, vậy ngươi nói cái này đông lăng hoàng là đánh cho tâm tư gì? Chẳng lẽ cũng thích chúng ta công chúa rồi, suyệt. Lời này nhưng không nên nói lung tung, chẳng qua ta cảm thấy rất có thể, đáng tiếc công chúa đều đáp ứng Bắc minh thái tử, Đông Lăng Hoàng chú định chỉ có thể nghỉ viễn vông. Chẳng qua Bắc Minh Thái tử cũng tốt anh Tuấn, cho chúng ta làm phò mã cũng rất tốt. Đạm Đài Hoàng cứ như vậy mặt đen lên nghe người ta tại cửa ra vào nghị luận nàng, đương nhiên, nhất làm cho nàng buồn bực là nàng hoàn toàn nghĩ không hiểu cái này Hoàng Phủ Hiên đang dở trò quỷ gì, nàng sinh bệnh cùng hắn có quan hệ gì, về phần không vào triều tự mình mang theo ngự y đến xem sao. Hai người bọn họ quan hệ còn không có tốt đến mức này a. À. Làm hại nàng hiện tại trở thành bát quái chủ đề, vẫn là tình tay ba cái chủng loại kia. Bản thân bên ngoài cửa cung thị tỳ đều như vậy nói, bên ngoài truyền thành bộ dáng gì nàng cũng không dám nghĩ. Nói không chính xác chính là nàng thay đổi thất thường, câu dẫn ai 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 loại hình, gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, thành nhã mấy cái nhanh chân đi ra ngoài, giáo huấn đều nói hu nói vượng cái gì. Cẩn thận công chúa xé miệng của các ngươi, đón lấy chính là ngoài cửa thị tỳ nhóm nhận lầm xin lỗi thanh âm. Mà liền tại lúc này, Hoàng Phủ Hiên tiến đến, đạm đài kích tại phía sau hắn nửa bước vị trí. Lại phía sau chính là đông lăng kia một đám các ngự y, hắn vừa tiến đến, trực trở trong mắt màu vàng ống nhìn về phía đạm đài hoàng kia bọc lấy chăn mền run lẫy bảy bộ dáng, đầu tiên là giật mình, chợt đối sau lưng các ngự y lạnh giọng mở miệng, cũng còn đứng làm gì. Còn không lên đi vì công chúa trị liệu các thái y tranh thủ thời gian xưng vân. Cầm đầu ngự y nơm nớp lo sợ tiến lên, cầm một khối khăn lụa, đi đến đạm đài hoàng trước mặt, cung kính mở miệng, khuynh hoàng công chúa, để lão thần vì ngài mời mạch, ác xì. Đạm đài hoàng lại hắc xì hơi một cái, nhìn xem ngự y kia hoảng sợ mặt, không kiên nhẫn mở miệng, mời cái gì mạch a trực tiếp kê đơn thuốc đi, chẳng qua chỉ là cảm mạo, cảm mạo. Ngự y không hiểu quên đây là cổ đại, chính là phong hàn, hoàng, vẫn là trước chẩn bệnh. Đạm đài kích không vui quát lớn, vương huynh lên tiếng, đạm đài hoàng đành phải không tình nguyện đưa tay ra, ngự y dùng khăn lụa đem cổ tay của nàng ngăn cách, sau đó cao mày sờ lấy râu ri nghiêm túc chẩn bệnh lên, một lát sau về sau, lông mày giãn ra, đứng dậy mở miệng, khởi bẩm hoàng thượng, huynh hoàng công chúa chỉ là nhiễm lên phong hàn, chỉ cần thần mở lên một bộ thuốc uống mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, khi công chúa vì sao phát trung không chỉ. Hoàng Phủ Hiên nhíu mày, hiển nhiên không tin, hồi hoàng thượng lời nói, đây là bởi vì khuynh hoàng công chúa thể chất thiên hàng, hiện nay lại nhiễm lên phong hàng, hai cổ hàng khí va chạm phía dưới, tự nhiên là sẽ toàn thân phát trung, thần cũng biết lái cái phương thuốc vì công chúa điều trị. Lão Thái Y cung kính mở miệng, Hoàng Phủ Hiên gật đầu, ngự y lúc này đi sang một bên viết phương thuốc, cũng phân phó người chuẩn bị bốc thuốc đi sắt đạm đài kích liền tranh thủ thời gian lên tiếng nói cám ơn phiền phức đông lăng hoàng kỳ thật bọn hắn này đến đông lăng cũng mang đi theo thái y chỉ là đêm trước kia thái y ban đêm ra ngoài đi ngoài đem cánh tay quẳng cho nên mới phái người đi cầu hoàng phủ hiên phái ngự y tới hoàng phủ hiên cũng khách khí nói không sao đây là hẳn là ai nha xem ra bản điện hạ tới chậm tổng một ngọn gió lưu hoàng khố thanh tuyến vang lên ngay sau đó, chính là Ngọc Thụ Lâm Phong sở hoàng tử điện hạ mang theo bản thân đi theo Thái Y cùng đồng tiền tiến đến. Đạm Đài Kích cũng làm tức mở miệng chào hỏi, sở hoàng tử, mặt bắt đại hoàng tử không cần đa lễ, đồng tiền. Sở trường ca đầu tiên là về lễ, lại đối sau lưng đồng tiền gọi một tiếng, đồng tiền mau tới trước, đưa lên mấy cái hộp, mở miệng, mặt bắt đại hoàng tử, đây là trăm năm hải sâm, ngàn năm linh chi, còn có vạn năm hà thủ ô. Cái này vừa báo ra tới, tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Đây chính là một kiện thi đấu một kiện bảo bối, kiện kiện giá trị liên thành, nhất là cái này vạn năm hà thủ ô, coi là thật là có tiền mà không mua được, nhưng sở trường ca hào phóng như vậy liền lấy ra đến rồi. Đạm đài kích lúc này liền cảm thấy lễ vật này không thể thu, nếu mày mở miệng, sở hoàng tử, hoàng nhi chẳng qua là nhiễm lên phong hàng, những vật này cũng phái không lên chỗ dụng võ gì, như thế hậu lễ, chúng ta không thể thụ, cái gì nhưng thụ không thể chịu, bản điện hạ bản sự khác không có, bảo bối lại là có rất nhiều. Thu cất đi, công chúa khỏi bệnh cũng cần thật tốt điều dưỡng không phải, sở trường ca dương môi cười yếu ớt, một phái phong lưu, lời này là không có nói sai, sở trường ca bảo bối chỉ sợ so sở hoàng đều nhiều. Bởi vì bọn hắn nghe nói nhiều nhất liên quan tới sở trường ca tin tức, luôn luôn sở hoàng bảo bối gì lại bị hắn trộm, đã dạng này, vậy bổn điện hạ liền không chối từ. Đạm đài kích vất tay, hắn người đứng phía sau lúc này tiến lên, đem lễ vật nhận lấy. Đạm đài hoàng trận này nho nhỏ phong hàng, đầu tiên là để đông lăng hoàng miễn tảo triều, lại là để sở hoàng tử đưa tới như thế hậu lễ, tự nhiên gây nên một trận không nhỏ oanh động. Thế là, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao suy đoán Bắc minh thái tử phản ứng. Dù sao hôm qua Bắc minh thái tử vây quanh hoàng thành kia vừa chạy, có thể nói là oanh động toàn thành, vang dội thiên hạ, huynh hoàng công chúa cùng hôn sự của hắn cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền, hiện nay cứ như vậy chạy ra hai người xung xoe, đây không phải hoàn toàn không có đem người Bắc minh thái tử để vào mắt sao? Thân là bị suy đoán nhân vật chính quân kinh lang, cũng rất là bình tĩnh, tối hôm qua trở về rửa tay vài chục lần, ngày hôm nay buổi sáng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, lại rất tẩy mấy lần đợi cho hắn nghe nói đạm đài hoàng nhiễm lên gió rét thời điểm cũng chỉ là nhẹ giọng cười nhẹ hiển nhiên đã sớm nằm trong dự liệu của hắn phân phó hạ nhân hầm dược thiện liền dẫn cười trên nỗi đau của người khác tiểu tinh tinh đồng hài cùng một đám hạ nhân hướng đạm đài hoàng tẩm cung mà đi dọc theo con đường này tiểu tinh tinh đều tại sung sướng ca hát cái kia cùng nó đoạt chủ nhân nữ nhân bệnh thật sự là quá tốt ngao ô ô ngao ngao hôm nay thời tiết tốt sáng sủa khắp nơi bách hoa hương. Đi một đoạn đường, quân kinh lang bỗng nhiên nhàn nhàn mở miệng, tiểu miêu tử, người đoán nữ nhân kia hiện nay trong lòng đang suy nghĩ gì? Ê! Nô tài không biết. Cái kia mạc bắt tam công chúa, tâm tư cổ quái vô cùng, hắn nhưng đoán không được, thái tử gia cười ra tiếng, sợ là đang mắng gia. Đêm qua cứu người không cứu được đến cùng, đây cũng chính là tiểu miêu tử hiếu kỳ thật lâu vấn đề hắn len lén liếc mắt nhìn quân kinh lan sắc mặt chần chờ mở miệng hỏi da ngài vậy mà biết mặt bắc tam công chúa hôm nay sẽ nhiễm lên phong hàng đêm qua vì sao không dứt khoát cho nàng đắp chăn đâu dù sao nội lực đều cho thua tay cũng trở về tẩy thật lâu cũng không nhiều đắp chăn cái này một gốc trà a quân kinh lan nghe vậy có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng các cung nữ bưng một cái chung chợt lành lạnh mở miệng nữ nhân kia đêm qua mắng da cũng dù sao cũng nên phải chút giáo huấn, biết biết họa từ miệng mà ra, mà lại, nàng nếu không nhiễm lên phong hàng, gia như thế nào tìm đến lý do để nàng đem cái này bình đồ ăn xuống dưới, thái tử gia nói, tựa như chợt nhớ tới chút gì, biểu lộ rất có điểm tiếc nuối. tiểu tinh tinh đồng hài cũng lập tức cùng nhà mình chủ nhân nghĩ đến cùng một chỗ, tấm kia mặt sói nhất thời trở nên mười phần ghét bỏ. Nữ nhân kia ngực a, à, da, ngài xác định khuynh hoàng công chúa sẽ ăn sao? Tiểu miêu tử rất thấp thỏm, quân kinh lan cười cười, rất là định liệu trước, một chữ phun ra, sẽ, sự thật chứng minh, thái tử gia mãi mãi cũng là bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chưa hề phạm sai lầm, chờ bọn hắn đoàn người này, đến đạm đài hoàng tẩm cung, đạm đài hoàng đã bị vô số người thăm viếng quá, đồng thời còn có mấy người đến, còn cho mang một bát dược thiện cho nàng rót hết, dược thiện mặc dù so thuốc đông y rất nhiều, nhưng vẫn là khổ cho nàng suýt nửa buồn nôn. Khổ cực chính là vương huynh nói nàng bệnh, còn chỉ có thể uống thuốc thiện khả năng rất nhanh. Đạm đài kích vừa mới tự mình đi ngự thiện phòng bưng đạm đài hoàng thuốc, quân kinh lang liền mang chính mình cung nhân bước vào cửa tẩm cung. Đạm đài hoàng vừa nhìn thấy hắn, nhất thời liền nhớ lại tối hôm qua hắn để người đưa tới tờ giấy kia, ngay lập tức mặt sắc liền lục. Ánh mắt lại quét đến phía sau hắn cung nhân trên tay bưng chung, biểu lộ càng thêm khó coi tám thành lại là dược thiện nàng tranh thủ thời gian mở miệng bưng đi bưng đi bản công chúa không đói cái này chết yêu nghiệt rõ ràng hai người bọn họ quan hệ chính là dương cung bạc kiếm còn tới trang cái gì quan tâm hắn cũng không chê làm ra vẻ ồ thái tử gia có chút nhíu mày hướng sau lưng nhìn thoáng qua phía sau hắn cung nữ ngay lập tức đem cái kia chung cái nắp mở ra một trận mùi thơm xông vào mũi đạm đài hoàng lập tức cảm xúc bành trướng, công chúa coi là thật không đói. Hắn vệ oải hỏi, thần sắc rất là trêu tức. Nàng hiện nay ăn nhiều như vậy dược thiện, hiện nay nghe thứ này, có thế không muốn ăn, cái này cũng chính là hắn đến hiện nay mới tới nguyên nhân, nếu là đổi cái thời điểm. Đạm Đài Hoàng là khẳng định không nghĩ để ý tới hắn, cũng tuyệt đối sẽ không ăn hắn đồ vật, nhưng ở ăn nhiều như vậy khổ rồi bẹp dược thiện về sau, quân kinh lang mang tới kia thơm ngào ngạt không biết là cái gì đồ vật thực sự là quá có sức hấp dẫn nàng nhanh chóng mở miệng vốn là không đói hiện tại đói thái tử gia ngưng mắt quét qua cung nữ lúc này đem đồ vật bưng đến đạm đài hoàng trước mặt đạm đài hoàng nhanh chóng cầm lấy đũa kẹp lấy liền hướng miệng bên trong đưa a à, ăn vào thịt cảm giác thật hạnh phúc a à, còn có cái này không biết là cái gì đồ vật thực sự là ăn quá ngon hắn đầu bếp tay nghề coi như không tệ a à, thừa dịp vương huynh không tại tranh thủ thời gian ăn rất ăn vài miếng về sau nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng yêu nghiệt này ngày hôm nay làm sao hảo tâm như vậy bên trong không có hạ dược a à, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhìn hắn trên mặt mỉm cười dường như tâm tình không tệ nàng trong lòng linh cảm không lành càng sâu ngươi không có hạ dược a à, không có quân kinh lan cười yếu ớt lắc đầu cất bước đi đến bên người nàng ngồi đạm đài hoàng nửa tin nửa ngờ cúi đầu xuống tiếp tục ăn càng ăn càng là cảm thấy mỹ vị thế là mồm miệng không rõ nói đây là vật gì hương vị coi như không tệ đu đủ hầm tuyết cát thái tử gia cười trả lời đạm đài hoàng động tác cứng đờ một chút đóng lấy lại nghe tiện nhân kia bổ sung một câu bản thái tử cho công chúa ngực lớn đại lễ